Chương 11 Đường về bị tập kích Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thu, đương nhiên thu Cửa hàng chúng tôi thời gian dài lượng lớn thu mua đang dược Trương Xuân Minh khách khí nói Lẽ nào trước mắt cái này luyện khí tầng năm tu sĩ bình thường dĩ nhiên là một tên luyện đan sư Tuy rằng người này che chắn chặt chẽ Nhưng từ cặp kia sáng sủa mà tràn ngập phấn chấn ánh mắt nhìn ra được Người này tuổi tác hẳn là sẽ không quá to lớn, một tên tuổi trẻ đến luyện đan sư. Nghĩ đến bên trong, Trương Xuân Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Không biết quý điếm dự định lấy giá cả bao nhiêu thu mua đây? Tại Hạ Hồng Hạo, Lưu Ngọc Ông Quyền, từ tốn nói. Hóa ra là Hồng Đạo Hữu, may gặp may gặp. Lão Hữu họ Trương, thêm vì là thanh đan đường trưởng quỷ, không biết Hồng Đạo Hữu có hay không là một tên luyện đan sư. Nếu như là 50 viên trở lên thanh linh đang lời nói, cửa hàng chúng tôi đồng ý lấy mỗi bình 27 khối linh thạch giá cả thu mua. Trương Xuân Minh đặt chén trà xuống, khá là khách khí nói. Lưu Ngọc đối với có hay không là luyện đan sư nói như vậy tránh không đáp, đầu đội đấu bọng mặt nạ vải đen người khác cũng không nhìn thấy hắn vẽ mặt, hắn mở ra túi chứa đồ, vung tay lên bảy cái bình ngọc bay đến trên quầy. Đây là bảy bình thanh linh đan, mỗi bình 10 viên, trương trưởng quỷ có thể điểm điểm, trương Xuân Minh thấy Lưu Ngọc tránh không đáp vấn đề của hắn, cũng không có hỏi tới, thân tay cầm lên một chiếc bình ngọc lấy ra một viên đan dược, cẩn thận kiểm tra lên. Lấy hắn 40 năm kinh nghiệm tự nhiên không cần bao lâu liền xác nhận đan dược phẩm chất, chờ điểm thanh số lượng sau, nói: "Hồng đạo hữu phẩm chất đan dược rất tốt, như vậy đi, này 7 bình thanh linh đan cửa hàng chúng tôi liền lấy 190 linh thạch giá cả thu mua, đạo hữu sau đó nếu còn muốn bán ra đan dược lời nói, làm ơn tất lựa chọn thanh đan đường." lão hủ bảo đảm tuyệt không thua kém hôm nay giá cả. Trương Xuân Minh ngữ khí vô cùng thành khẩn, thái độ cũng là phi thường khách khí, nếu như có thể liên lụy vị thầy luyện đang này con đường, vậy sau này nguồn cung cấp liền không cần sâu. Đang khi nói chuyện hắn sai người mang lên 190 khối linh thạch đặt lên bàn. Lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Lưu Ngọc ngoài miệng hồi đáp, trong lòng nhưng quyết định chú ý không thể ở một nhà hiệu buôn bán, sau đó có tới hay không vẫn đúng là nói không chắc ống tay áo vung lên đem linh thạch thu vào túi chứa đồ hắn lại khách khí với trương xuân minh vài câu liên tục xua tay ra hiệu không cần xa đưa rời đi thanh đan đường ra thanh đan đường lưu ngọc quẹo trái quẹo phải còn cố ý hướng về trong đám người chui mấy cái qua lại âm thầm lưu ý phía sau không có phát hiện người theo dõi sau lúc này mới như vô sự địa đi ra gia thái phương thị lưu ngọc không có chú ý tới một cái cầm trên tay khéo léo tiểu ro bàn mặt rổ nam tử trước sau ở không dễ dàng bị chú ý tới địa phương xa xa mà nhìn kỹ hắn mới ra phố chợ một hai dặm lưu ngọc quyết định nguyên dương tông phương hướng triển khai ngự phong thuật mũi chân hơi điểm nhẹ hết tốc lực chạy đi xuất phát từ cẩn thận cân nhắc hắn cũng không có ngự kiếm phi hành ngự kiếm phi hành pháp lực tiêu hao quá nhanh nếu như trên đường gặp phải kẻ địch có thể to lắm vì là bất lợi lưu ngọc dọc theo đường đi chút nào chưa ngừng liên tiếp chạy ra ngoài mấy chục dặm địa mà chưa từng nghỉ ngơi chốc lát, mãi đến tận một cái rừng cây nhỏ lúc, mới dừng bước, ngồi ở một cái trên cây khô dùng một viên ít cốc đan, bắt đầu khôi phục tiêu hao non nửa pháp lực cùng thể lực. Lưu Ngọc cũng không biết, tên kia mặt rỗ nam tử chính cầm trong tay la bàn trước sau lần theo bước chân của hắn. Mặt rỗ nam tử tên là Dư Tiểu Đồng, là một tên tán tu, tư chất là bốn loại linh căn ngụy linh căn tu sĩ, tuy rằng tư chất rất kém cỏi, thế nhưng dựa vào giết người phóng hỏa chờ hoạt động chiếm được tài vật, thường thường mua đan dược, sử dụng các loại tu tiên tài nguyên, ngược lại cũng lão đảo tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Luyện khí kỳ là tu luyện mở đầu, luyện khí kỳ chia làm 9 tầng, 1, 2, 3 tầng vì là sơ kỳ, 4, 5, 6 tầng vì là trung kỳ, 7, 8, 9 tầng chính là luyện khí hậu kỳ, mỗi một cái giai đoạn đều có chênh lệch không nhỏ. Luyện khí hậu kỳ không chỉ pháp lực so với trung kỳ gia tăng rồi gần một nửa, pháp lực cũng tinh khiết rất nhiều hơn nữa thần thức cũng có phạm vi nhỏ tăng lên có thể sử dụng ba cái pháp khí dư tiểu đồng làm việc cẩn thận chuyên chọn những tu vi đó yếu hơn hắn dê béo ra tay đem chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhược nhục cường thực yếu điểm thời khắc ghi vào trong lòng giờ khắc này hắn chính cười gằn trong lòng âm thầm đắc ý mặt ngươi lại cẩn thận một chút gian xảo tự quỷ thì lại làm sao chỉ cần trúng rồi ta, truy hồn phấn, liền đừng hồng chạy trốn ta lần theo. Có điều cái này, dê béo, như thế có thể chạy, liên tiếp chạy mấy chục dặm đều không mang theo ngừng một hồi, điều này làm cho dư tiểu đồng thở hồng hộc, hắn tức giận không ngớt, quyết định đắc thủ sau phải cố gắng hầu hạ, một hồi tên tiểu tử này. Mặc dù có chút mệt nhọc, thế nhưng dư tiểu đồng vẫn không có ngự sử phi kiếm trực tiếp bay lên, hắn sợ tiểu tử kia có cái gì kỳ lạ phép thuộc bùa chú, trực tiếp chạy mất dép, thời gian tha đến lâu biến số liền hơn nhiều. Tuy rằng tu vi trên chiếm ưu thế, nhưng sư tử vô thỏ vẫn còn dùng toàn lực, có thể đánh lén đắc thủ không thể tốt hơn. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Ngọc đã gỡ xuống đấu bồng cùng vải đen, hắn ngồi xếp bằng lại một cái thô to trên cây khô, đóng lại hai mắt, không nhúc nhích khôi phục pháp lực, tự hồ tiến vào cảnh giới vong ngã. Bốn phía ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, trong rừng ngoại trừ bọ kêu liên tiếp ở ngoài đang không có hắn tiếng vang nhưng vào lúc này phía sau xa bảy tám trượng một cái cây sau một tia u mang từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện không hề ngừng lại trực bắn thẳng về phía lưu ngọc đầu lâu trong chớp mắt lưu ngọc bỗng nhiên mở hai con mắt hai mắt nhắm lại hàng quan hiện ra bàn tay hướng về trên cây đẩy một cái thân thể thuận thế di một đoạn ngắn khoảng cách cứ như vậy cái kia một tia u mang tự nhiên thất bại rơi vào cách đó không xa trên một cái cây lộ ra một đoạn nhỏ hiện ra ánh bạc kim tim hóa ra là một cái nham hiểm đến cực điểm phi châm. Lưu Ngọc nhảy xuống mặt đất, nhìn phi châm khi đến phương hướng, sắc mặt âm trầm. Hắn không nói lời nào, tay trái vỗ một cái túi chứa đồ, huyền quy thuẫn liền trôi nổi ở trước người, trên tay pháp quyết vừa bấm, huyền quy thuẫn liền phòng lớn đến ba thước to nhỏ, tỏa ra màu nâu ánh sáng bắt đầu ở quanh thân vần quanh. Thấy đánh lén không được, dư tiểu đồng cũng không có ý định che che đậy đậy rồi, hắn một cách lẩm lẩm liệt liệt từ phía sau cây đứng dậy hắn đuổi theo sau, sợ Lưu Ngọc tiếp tục chạy đi, không kịp khôi phục pháp lực, liền lén lút sờ soạn lại đây. Dư tiểu đồng cười khẽ, dài ra mặt rỗ trên mặt hiển lộ mấy phần dữ tợn, hắn cả người linh áp không hề bảo lưu đến phóng thích, tiếp theo khí thế hùng hổ lấy ra một thanh màu đỏ đao nhỏ, hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng về Lưu Ngọc chém quá khứ. Chui này phi đao màu đỏ là dư tiểu đồng từ một tên về béo trên người cướp đoạt mà đến, là trung phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, sử dụng đến cực kỳ thuận lợi, đau nhỏ đã theo hắn nhiều năm. Lưu Ngọc cảm nhận được người đến linh áp sắc mặt thay đổi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, phi đao màu đỏ liền chém tới, hắn hơi suy nghĩ, bình tĩnh ngự sử huyền quy thuẫn cản đi đến. Ken huyền quy thuẫn rung lên, phi đao màu đỏ ở mặt trên khiên lưu lại một đạo bạch ngân, nhưng vẫn như cũ vững vàng mà làm hạ xuống. Thấy này Lưu Ngọc tâm thần nhất định, trong tay pháp quyết liền bấm, hai cái to bằng trứng ngỗng quả cầu lửa ở trước người hiện lên ngọn lửa màu đỏ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng hắn cũng chỉ một điểm liền hướng dư tiểu đồng bay qua tốt nhất phòng thủ chính là tấn công dư tiểu đồng cười khẩy đợi đến quả cầu lửa sắp sửa tới người lúc thân thể bốn phía mới xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng ống oanh hai viên quả cầu lửa đánh vào lồng ánh sáng trên từng vòng gợn sóng ở vàng ống ánh lồng ánh sáng trên nhộn nhạo lên thế nhưng cuối cùng quả cầu lửa tắt sau đó lòng ánh sáng trên gần sóng cũng dần dần biến mất, vàng ống ánh lòng ánh sáng một lần nữa ổn định lại. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo Oak, Tron, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn Hobbit, người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Sukubuk đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Ác chiến chém địch Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thấy quả cầu lửa một đòn không được, Lưu Ngọc tuy kinh không hoảng hốt, kiếp trước thêm vào kiếp này sắp tới 50 năm trải qua nói cho, vào lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp khắc địch chế thắng, bằng không rất khả năng nguy hiểm cho tính mạng, chỉ có sử dụng thổ độn phù chạy mất dép. Ở thời khắc mấu chốt này, Lưu Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, trái tim thật nhanh nhảy lên, một loại dân trào đấu chí bắt đầu ở hắn trong lòng sinh sôi cả người đều là sức mạnh nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều dư tiểu đồng lại lấy ra một cái dài chừng nửa trượng bề rộng chừng một thước màu xanh kiếm bản to đi ra thân kiếm ánh sáng màu xanh lưu chuyển không ngờ là một cái trung phẩm pháp khí dư tiểu đồng hai tay vung vẩy thao túng màu đỏ đao nhỏ cùng màu xanh kiếm bản to hóa thành một xanh một đỏ hai tia sáng mang đồng loạt hướng về lưu ngọc bắn nhanh mà đi đến lưu ngọc trước người hai, ba trượng nơi, một thanh một đỏ hai cái pháp khí tách ra, tha một vòng hai bên trái phải đồng thời hướng về hắn chém tới. Lưu ngọc mặt trầm như nước, bình tĩnh khống chế huyền quy thuận hướng về màu đỏ đao nhỏ cản đi đến, đồng thời lòng bàn tay một phen, lấy ra môn phái phân phát hàng quan kiếm pháp khí, truyền vào pháp lực, hàng quan kiếm lượng nhất thời lên màu xám thâm thúy ánh sáng tăng vọt đến khoảng một trượng hướng về màu xanh kiếm bản to tiếng lên nghênh tiếp keng 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 một trận đánh chém va chạm sau khi lưu ngọc thành công đỡ lần này công kích huyền quy thuẫn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là hàng quan kiếm trên thân kiếm nhưng có thêm một cái to bằng đậu tương chỗ hỏng đồng thời linh quan có chút lờ mờ nếu là tiếp tục dây dưa xuống rất khả năng bị toán xấu giao ra túi chứa đồ bó tay chịu trói ta có thể cho ngươi một cái thoải mái nếu không chờ một lúc bị ta bắt thiếu không được trút hồn luyện phách nổi khổ Dư tiểu đồng điềm nhiên nói, mặt rỗ trên mặt có chút vặn vẹo. Nghe nói lời ấy, Lưu Ngọc trong mắt hàng ý càng hơn, lập tức cười lạnh, hắn không do dự nữa, khống chế hàng quan kiếm tiếp tục dây dưa màu xanh kiếm bản to, đồng thời vỗ một cái túi chứa đồ lấy ra một thanh ba tất to nhỏ màu vàng nhạt tiểu kiếm. Chính là kim long kiếm. Ngay lập tức pháp lực không hề bảo lưu địa truyền vào đi vào, kim long kiếm hào quang chói lọi, trong nháy mắt biến thành ba thước to nhỏ, nhẹ nhàng xoay một cái liền hướng dư tiểu đồng đâm tới. Đồng thời trong tay ám chụp huyền điểu liệt diễm phù, chuẩn bị tùy thời mà động. Kim Long Kiếm là thượng phẩm pháp khí lấy lưu ngọc luyện khí tầng năm pháp lực ngự sử không được thời gian bao lâu, nhờ có lưu ngọc thần thức tiên thiên so với cùng cấp mạnh mẽ một đoạn nhỏ, mới có thể đồng thời sử dụng ba cái pháp khí, có điều đồng thời sử dụng ba cái pháp khí tiêu hao thực sự quá lớn, dường như hồng thủy mở ngăn bình thường tiết đi ra ngoài, hắn cảm thấy đang điền pháp lực ngăn ngắn thời gian liền tiêu hao một phần năm nếu là kim long kiếm không thể kiến công lưu ngọc gặp không chút do dự mà sử dụng huyền điểu liệt diễm phù đến giết chết đối thủ dư tiểu đồng trợn to hai mắt kinh ngạc vô cùng một cái luyện khí tầng năm tu sĩ dĩ nhiên có thể đồng thời sử dụng ba cái pháp khí còn có một kiện thượng phẩm pháp khí thực sự là khó mà tin nổi có điều hắn không kịp nghĩ nhiều kim long kiếm toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng ống đã đâm lại đây. Cảm thụ kim long kiếm trên cái kia cổ phong mang, dư tiểu đồng sắc mặt thay đổi, âm thầm kêu khổ, biết gặp phải kẻ khó chơi. Hắn vội vã lấy ra một cái theo đóa hoa màu tím màu trắng khăn tay, truyền vào pháp lực. Khăn tay phát sinh nhàn nhạt bạch quang, biến thành đầu lâu to nhỏ, lập ở trước người ba thước địa phương. Này điều khăn tay cũng là dư tiểu đồng cướp đoạt mà đến tan vật, là ở một cái nữ tu trên người được, là một cái hiếm thấy trung phẩm pháp khí phòng ngự tất cả những thứ này đều phát sinh ở mấy tức trong lúc đó, kim long kiếm chớp mắt liền đâm vào màu trắng khăn tay trên, hai cái pháp khí ở trong trời đêm tỏa hào quang rực rỡ. Kim long kiếm đem màu trắng khăn tay đâm vào hướng vào phía trong ao hãm đi vào, nhô lên một cái bọc nhỏ, càng lúng càng sâu, tối đâm ra một cái to bằng đậu tương phá động, thế nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn đâm thủng, sau lực đã hết. Dư tiểu đồng rốt cục biến sắc, có điều hắn liệu định đồng thời điều động ba cái pháp khí đối với pháp lực tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, vội vàng pháp quyết liền bấm, đã nghĩ khống chế màu đỏ đao nhỏ cùng màu xanh kiếm bản to trở về phòng ngự, làm xong những này hắn vẫn chưa yên tâm, lại từ túi chứa đồ lấy ra mấy tấm bùa chú. Quanh mặt đất bay lên một đạo tường đất, tiếp theo còn lại mấy tấm bùa chú hóa thành mấy cây ống ánh băng trùy hướng về Lưu Ngọc đâm tới. Lưu Ngọc kiếm kim long kiếm một đòn kiến công không khỏi vui vẻ, đồng thời khống chế hàng quan kiếm tiếp tục dây dưa màu xanh kiếm bản to đang muốn điều khiển kim long kiếm hướng về dư tiểu đồng đâm tới làm sao màu đỏ đao nhỏ đã phi gần chỉ dễ khống chế kim long kiếm quay đầu hướng về màu đỏ đao nhỏ đâm tới oanh mấy cây băng trùy dễ dàng bị huyền quy thuẫn cản lại sau đó vô lực rơi xuống lại mặt đất kim long kiếm phát huy chói mắt ánh sáng soi sáng đến mảnh này rừng cây nhỏ sáng như ban ngày mang theo một loại vô cùng sắc bén hướng về màu đỏ đao nhỏ đâm tới len keng hai cái pháp khí đụng vào nhau cuối cùng kim long kiếm lông tóc không tổn hại mà màu đỏ đao nhỏ linh quan rõ ràng lờ mờ một đoạn thần kiếm cũng có thêm vài đạo lỗ thủng tóc chiến tóc thắng lưu ngọc không chậm trễ chút nào nhô lên pháp lực tiếp tục điều khiển kim long kiếm nhanh chóng công kích không chút nào cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi đạo hữu chuyện gì cũng từ từ tất cả những thứ này đều là hiểu lầm hiểu lầm a à. dư tiểu đồng mặt lộ vẻ sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Nhưng là Lưu Ngọc không hề bị lay động, toàn lực thao túng kim long kiếm công kích, một kim một đỏ hai đạo hào quang lại trong bầu trời đêm nhanh chóng giao kích. Một lát sau, đao nhỏ phát ra ra hào quang màu đỏ đại ám, rõ ràng đã linh tính tổn thất lớn, loạn choa loạn choạng hướng về mặt đất hạ đi. Kim Long kiếm quay đầu, hóa thành một đạo giải lụa màu vàng ống hướng về dư tiểu đồng đâm tới. Tư lập, lần này màu trắng khăn tay không thể ngăn cản, trực tiếp vỡ thành hai đoạn. Chi sở dĩ như vậy dễ dàng, là bởi vì lấy điểm phá mặt nguyên lý, loại này khăn tay loại pháp khí vốn là không am hiểu phòng ngự uy năng tập trung vào một điểm công kích. Kim Long kiếm rất dễ dàng đâm thủng tường đất cùng lòng ánh sáng, này hai tầng phòng ngự ở trước mặt nó dường như chỉ bình thường yếu đuối, ở dư tiểu đồng một mặt thần sắc kinh khủng dưới không chút lưu tình địa từ dư tiểu đồng yết hầu xuyên qua mang đi đầu của hắn, tại chỗ chỉ lưu lại một bộ thi thể không đầu, hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Một đoàn trứng gà to nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ dư tiểu đồng trên thân thể xông ra, xoay tròn xoay một cái, đã nghĩ bỏ chạy. Lưu Ngọc sớm đã có dự liệu, hắn ngón tay búng một cái, một viên to bằng trứng ngỗng quả cầu lửa bay qua, đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục nổ thành chia năm xẻ bảy, hóa làm lẻ loi tán tán điểm sáng màu xanh lục trải rác ở trong bóng tối, dường như đom đóm bình thường, vô cùng đẹp đẽ. Luyện khí kỳ nguyên thần rời đi thân thể có thể ngắn ngủi tồn tại, nếu như có thể may mắn tìm được một bộ nắm giữ linh căn thân thể, liền có thể triển khai đoạt sát thuật, tuy rằng thành công đoạt sát độ khả thi không cao, nhưng luôn có một chút hy vọng sống. Tu chân giới đoạt sát có tam đại quy tắc thép. Số 1, người tu tiên không thể đối với phạm nhân tiến hành đoạt sát, nếu bị đoạt sát thân thể, gặp bởi vì không chịu nổi hành vi đoạt nhà mà tự mình hỏng mất thứ hai chỉ có cảnh giới cao người hướng về thấp cảnh giới người tiến hành đoạt xác mới có khả năng thành công mới có thể đè xuống đối phương phản phệ đồng thời hai người chênh lệch cảnh giới càng lớn thành công khả năng càng cao thứ ba một tên người tu tiên trong cuộc đời bất luận cảnh giới cao thấp đều chỉ có thể tiến hành một lần đoạt xác đang tiến hành lần thứ hai lúc nguyên thần gặp vô duyên vô cớ tiêu vong điệu những kiến thức căn bản này nguyên dương biệt viện liền đã từng giáo dục quá bị lưu ngọc nhớ kỹ trong lòng lồng ngực chập trùng, Lưu Ngọc chậm rãi thở hổn hển, hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, đem huyền điểu liệt diễm phù thu hồi. Màu xanh kiếm bản to mất đi điều khiển đã rơi xuống ở trên mặt đất, Lưu Ngọc đem vài món pháp khí thu vào túi chứa đồ. Ngón tay búng một cái hai cái quả cầu lửa đem dư tiểu đồng đầu lâu cùng thân thể hóa thành cho tàn, túi chứa đồ cầm ở trong tay, vừa nảy đấu pháp động tĩnh không nhỏ, Lưu Ngọc không dám ở lâu, triển khai ngự phong thuật, dưới chân hơi điểm nhẹ, hướng về quần sơn chạy đi. Bóng người của hắn rất nhanh bị một vùng tâm tối bao phủ. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Tu chân thế giới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lưu Ngọc liên tục ở rừng núi hoang vắng cấp tốc chạy mấy chục dặm, mãi đến tận sắc trời mờ sáng lúc tiến vào nguyên dương tông trong phạm vi, trong lòng lúc này mới thả lỏng ra. Hắn lấy ra hàng quan kiếm, cái này tông môn phát xuống đến chế tạo pháp khí, trên thân kiếm đã có năm, sáu nơi hoặc lớn hoặc nhỏ chỗ hỏng, quy năng tổn thất lớn, linh quan lờ mờ, đã triệt để không thể dùng để chiến đấu. Truyền vào pháp lực hướng về trước người ném đi, hàng quan kiếm cấp tốc lớn lên, lưu ngọc nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên, điều động cái này làm bạn hai năm phi kiếm hoàn thành một lần cuối cùng phi hành, tiếp trong tay pháp quyết vừa bấm, hướng về thanh mộc phong động phủ bay đi. Cách mặt đất mười mấy trượng không trung, gió lạnh sông tới mặt thổi mà qua, nhìn này hoặc quen thuộc hoặc xa là cảnh vật, lưu ngọc tâm thần dần dần bình tĩnh lại. Vừa nãy trận đó đấu pháp từ bắt đầu đến kết thúc cũng không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng đối với Lưu Ngọc tới nói đã đầy đủ kinh tâm động phách, tuy rằng thời điểm chiến đấu mạnh mẽ bình tĩnh đối địch, nhưng sau đó vẫn là sợ không thôi. Đây là hắn kiếp trước kiếp này lần thứ nhất giết người, kiếp trước xã hội pháp trị hắn một cái nho nhỏ nhân viên văn phòng bình thường nhiều nhất đánh đánh nhau mắng mắng người, kiếp này hắn là nguyên dương tông một cái bình thường đệ tử, đại đa số thời gian cũng đều là đang tu luyện cùng học tập bên trong vượt qua. Nếu như vẫn như vậy tiếp tục nữa, cả đời đều là một cái luyện khí kỳ phổ thông tiểu tu sĩ. Lưu Ngọc tự nhận là đã đủ đủ cẩn thận một chút, không nghĩ đến còn bị người nhìn chằm chằm điều này làm cho hắn đối với tu chân giới hiểm ác có càng sâu một tầng lý giải cũng làm cho lưu ngọc có một loại tăng cao thực lực cấp bách cảm chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt chính mình khiến tính mạng của chính mình không chịu đến uy hiếp sau ba canh giờ lưu ngọc chạy về thanh mộc phong nhìn thấy động phủ trước có một viên bùa truyền âm trôi nổi bị che ở cấm chế ở ngoài liền đưa tay đem bùa truyền âm lấy xuống thần thức hướng về bên trong quét qua biết thượng sư huynh phát bùa truyền âm, ý tứ đại khái là tháng này số 15, ước hắn cùng đi truyền đạo phong lắng nghe trúc cơ kỳ sư thúc giảng đạo. Thượng sư huynh xem như là hắn ở ngoại môn bên trong tương đối quen thuộc sư huynh đệ một trong, thượng sư huynh tên đầy đủ thượng xuyên giang, hai người bởi vì một lần tông môn nhiệm vụ kết bạn, sau khi thường thường hẹn ước đi lắng nghe giảng đạo, tiện tay lấy ra một tờ bùa truyền âm, lưu ngọc môi khẽ nhúc nhích đáp lại chuyện này, hai tay ném đi bùa truyền âm hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa bay đi. Lưu Ngọc lấy ra lệnh bài mở ra động phủ cấm chế, cất bước đi vào ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cầm lấy ấm nước há mồm nuốt mấy cái. Lúc này mới có tâm sự kiểm tra, chiến lợi phẩm. Đem mặt rỗ tu sĩ túi chứa đồ mở ra hướng về trên bàn đổ ra, mấy thứ vật phẩm nhất thời xuất hiện ở trên bàn. Phân biệt là một bản dạy ước hai tấc, khá là cũ kỹ da đen thư tịch, vài món hình thức không giống pháp khí cấp thấp một cái tinh xảo khéo léo la bàn ba cái bình ngọc mở ra đi sau hiện hai bình là luyện khí hậu kỳ tinh tiếng pháp lực tử dương đan một bình là chữa thương dùng đan dược còn có vài món nữ tử y vật cuối cùng là mấy chục khối linh thạch bên trong có một khối khác với tất cả mọi người linh thạch thuộc tính lửa này một khối linh thạch thuộc tính lửa không chỉ tỏa ra linh lực cũng so với phổ thông hỏa thuộc tính linh thạch cấp thấp cao hơn rất nhiều hơn nữa màu sắc cũng thâm nhiều lắm hiện màu đỏ sẫm, đồng thời chất liệu hơi có điểm thông suốt, như là điển tịch trên miêu tả linh thạch trung phẩm. Lưu Ngọc nhìn trên bàn vật phẩm, không khỏi cảm thán mặt rỗ tu sĩ giàu có, quả nhiên giết người phóng hỏa làm giàu. Cái kia vài món hạ phẩm pháp khí, hắn suy đoán là mặt rỗ tu sĩ giết người đoạt bảo chiếm được, pháp khí chủ nhân quá nữa là đã ngã xuống, bây giờ hắn cũng coi như là giúp những này chết thảm người báo thù, nghĩ như vậy liền yên tâm thoải mái đem này vài món pháp khí cùng đang dược thu vào túi chứa đồ. Lưu Ngọc tò mò nhất chính là cái kia bản da đen thư tịch, hắn âm thầm suy đoán có thể hay không mặc đổ tu sĩ công pháp tu luyện bí tịch, nắm ở trên tay liền lật xem lên. Này một bản khá là cũ kỹ da đen thư tịch, bề ngoài cũng không có chữ viết, mở ra tờ thứ nhất viết bốn cái đỏ như màu máu đại tự ở ma tu yếu lược. Không nghi ngờ chút nào, quyển sách này giảng giải hẳn là làm sao làm ma tu hướng dẫn mặt rỗ tu sĩ làm lên giết người đoạt bảo hoạt động, cùng quyển sách này tuyệt đối có quan hệ lớn lao. Nguyên Dương Tông từ biệt viện bắt đầu liền truyền thụ một ít không phải hắc tức bạch, trắng đen rõ ràng tu tiên lý niệm, nhưng Lưu Ngọc cùng nó đứa nhỏ không giống, kiếp trước 30 năm từng trải, ở trong xã hội sờ soạn lần mò lâu như vậy, đã sớm rõ ràng thế giới vạn sự vạn vật cũng không phải trắng đen rõ ràng. Hắn sâu sắc rõ ràng, trắng cùng đen thường thường là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi trong bóng tối gặp có ánh sáng xuất hiện, quang minh bên trong cũng sẽ có hắc ám ẩn giấu. Này bản gia đen thư tịch hắn không chỉ không có tiêu hủy, trái lại thật lòng lật xem lên. Lưu Ngọc mở ra tham ma tu yếu lực, tờ thứ hai, chỉ có ba hàng vặn vẹo màu đen đại tự, khiến người ta không tên cảm thấy thấy lạnh cả người. Thực lực tức là chính nghĩa, cảnh giới chính là chân lý. Tu chân giới thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn cùng bị cường giả khống chế vận mệnh của chính mình không bằng thôn phệ người yếu huyết nhục đem bọn họ hóa thành chất dinh dưỡng để cho mình biến thành cường giả lưu ngọc thần sắc nghiêm túc tiếp tục phiên nhìn xuống này bản ma tu yếu lược là một cái kim đan kỳ lão ma viết thư bên trong lấy một cái tiền bối ma tu giọng điệu mà nói giải thành tựu ma đạo tu sĩ các loại thủ đoạn yếu điểm làm sao từ ngôn hành cử chỉ phân rõ tu sĩ khác thực lực dòng giỏi chọn dê béo thần không biết quỷ không hay theo dõi mục tiêu làm sao mai phục làm sao đánh lén làm sao bố trí cái trồng xử lý như thế nào khắc phục hậu quả thậm chí ngay cả làm sao tiêu tan đều có chuyên môn chương tiết tỉ mỉ luận thuật Lưu ngọc càng xem càng là hoảng sợ sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra này da đen thư tịch đề cập thủ đoạn có thể nói là nham hiểm độc ác cực điểm thực sự khiến người ta khó mà phòng bị may mà cái kia mặt rỗ tu sĩ chỉ học đến gia long xa xa không tính là thông hiểu đạo lý, bằng không Lưu Ngọc e sợ lành ít dữ nhiều. Dĩ vãng ở biệt viện trong học đường Lưu Ngọc cũng nhìn nghe không ít liên quan với ma đạo tu sĩ miêu tả, nhưng đều là đứng ở ma cao một thước, đạo cao một trường, lập trường tới giảng giải. Ở lớp học thư bản bên trong, những người ma đạo tu sĩ lòng dạ độc ác không có điều ác nào không làm, nhưng cuối cùng đều bị trừ ma vệ đạo không có cái gì tốt kết cục thế nhưng liên quan với ma đạo tu sĩ cụ thể làm sao làm việc, nhưng không có miêu tả. Này bản ma tu yếu lực mới nhìn thấy gần một nửa, Lưu Ngọc liền sợ không thôi, mới chính thức biết được tu chân giới hiểm ác cùng hắc ám, này hai ba năm tới nay, chính mình mấy lần qua lại phố chợ, còn có thể sống sót trở về, e sợ vẻn vẹn là chính mình không đủ, phi. Vì... Nói đúng ra chính là Lưu Ngọc dòng giỏi còn không đáng những người kẻ có lòng dại khó lường ra tay. Lưu Ngọc Phiên đến một cái nào đó trang, phát hiện một loại lần theo phương pháp, chính là liên quan với truy hồn phấn, miêu tả, hắn nhìn về phía cái kia khéo léo la bàn, lập tức rõ ràng chính mình làm sao bị lần theo. Cũng không biết mặt rỗ tu sĩ là làm sao được quyển sách này, có phải là được quyển sách này sau khi mới làm lên loại này mua bán không vốn. Lưu Ngọc phỏng đoán, có điều theo mặt rỗ tu sĩ tử vong, vấn đề này nhất định không có đáp án. Quyển sách này để Lưu Ngọc chân chính thấy rõ cái này tu chân thế giới một gốc. Lưu Ngọc mang theo một loại phức tạp tâm tình đem này bản ma tu yếu lược bỏ vào túi chứa đồ, dự định ngày sau phải cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Tuy rằng không muốn trở thành giết người đoạt bảo ma tu, thế nhưng đối với ma tu thủ đoạn nhiều hiểu một chút vẫn rất có cần phải. Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Đồng Tông Đồng Môn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lại từ túi chứa đồ lấy ra màu đỏ đao nhỏ cùng màu xanh kiếm bản to, màu đỏ đao nhỏ ở kim long kiếm phong mang dưới linh tính tổn thất lớn, trên thân kiếm tất cả đều là lít nha lít nhít dấu vết, đã không thể tải dùng một lát, đúng là màu xanh kiếm bản to hoàn hảo không chút tổn hại, hơi hơi dùng pháp lực tế luyện một phen, xóa đi nguyên chủ thần thức dấu ấn cơ bản liền có thể sử dụng. Cự một kiếm, Lưu Ngọc tiện tay lấy một cái tên, đem nó thả lại chính mình túi chứa đồ. Cho tới cái kia vài món nữ tử y vật, tự hồ cũng là thiếp thân xuyên, còn có vài sợi nhàn nhạt nữ tử đặc hữu hương vị truyền đến. Lưu Ngọc khá là mặt đỏ, trời thấy kiếp này hắn vẫn là một cái đồng nam thân đây. Đem những này y vật đặt ở cùng một chỗ, ngón tay búng một cái, một cái quả cầu lửa đem những phiền não này đồ vật hết thảy hóa thành tro tàn. Mặt rỗ tu sĩ túi chứa đồ lưu ngọc không dự định mang ở trên người, đem nó đặt ở động phủ một cái ám cách bên trong, sau đó có thời gian lại xử lý xong. Một hồi kinh tâm động phách đấu pháp, thêm vào thời gian dài chạy đi quể oải, đợi đến thanh tỉnh lại sau đó, lưu ngọc cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Hắn lấy ra lệnh bài mở ra động phủ cấm chế, sử dụng pháp lực ngưng tụ một cái nước đoàn, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần, liền cởi áo bào, ở trên giường đá ngủ say. Liên tiếp ngủ sáu cái canh giờ, mãi đến tận ngày thứ hai giờ dần đã tới, Lưu Ngọc mới tinh thần thoải mái tỉnh lại. Từ túi chứa đồ lấy ra cự một kiếm, Lưu Ngọc hai tay ngắt lấy pháp quyết, bắt đầu làm hao mòn bên trong thần thức dấu ấn, tế luyện nổi lên món pháp khí này. Bởi vì pháp khí chủ nhân đã ngã xuống, thần thức dấu ấn dễ dàng bị tiêu diệt, không tới một phút món pháp khí này cũng đã bị bước đầu tế luyện, đã có thể phát huy bảy, tám phân uy năng, còn lại chính là thời gian dài rèn luyện, cũng không nóng lòng này nhất thời. Đem cự một kiếm thả lại túi chứa đồ, kim long kiếm là thường phẩm pháp khí, một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ nắm giữ thường phẩm pháp khí quá mức dễ thấy. Ở toàn bộ ngoại môn có thể nắm giữ cũng không thường thấy, chui này kiếm bản to vừa vặn làm như hàng ngày sử dụng pháp khí, khiến người ta không đến nỗi coi thường hắn, cũng sẽ không thái quá làm náo động đi ra động phủ lúc này sắc trời vẫn là mờ mịt sương mù nhàn nhạt vần quanh ngọn núi này trên núi hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ liền ngay cả chim muôn đều vẫn chưa có tỉnh lại làm lưu ngọc chạy tới một chỗ rời núi điên một chỗ không xa vách núi lúc vách núi một bên đã có mười mấy vị đệ tử ngoại môn đang ngồi luyện khí lưu ngọc ánh mắt quét qua đi tới mấy vị quen biết đồng môn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt vận chuyển công pháp một linh quyết tiến hành đại chu thiên tuần hoàng chậm rãi luyện hóa thiên địa linh khí ánh bình minh thời gian mặt trời còn chưa có bắt đầu bay lên đoạn thời gian đó thiên địa linh khí khá là ôn hòa so ra so với bình thường càng dễ dàng luyện hóa hơn nữa nghe đồn mặt trời sơ thăng thời gian cái kia một tia triều dương tự khí đối với tu luyện về sau rất nhiều ít lợi có điều chưa từng có người nào chứng thực quá thuyết pháp này cũng không biết đệ tử nào lên đầu ánh bình minh thời gian càng ngày càng nhiều thanh mộc phong đệ tử ở vách núi trên đã tọa tu luyện này cũng đã trở thành thanh mộc phong một đạo kỳ quan mãi đến tận mặt trời càng lúc càng lớn thiên địa linh khí cũng biến thành táo bạo lên thời gian những này đã tọa luyện khí đệ tử ngoại môn lục tục bắt đầu thu công lưu ngọc mở hai mắt ra nhìn phía trước một nam một nữ hai người này cũng đều là biệt viện thăng lên đến đệ tử ngoại môn bởi vì đều là biệt viện phái người vì lẽ đó bình thường có bao nhiêu giao lưu, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là quen biết. Lưu Ngọc bên trái đằng trước là một vị vóc người cao gầy, khuôn mặt kiều mị, khí chất sáng rực rỡ cảm động nữ tu, nàng tên là Giang Thu Thủy, Thủy Mộc Thổ, Tam Linh căn Tu Sĩ, mới có 20 tuổi liền đạt đến luyện khí tầng 6. Xem như là khóa này khá là ưu tú nhân vật, nàng giao du rộng lớn, nghe nói có mấy cái người theo đuổi, ở hắn trong ấn tượng tính cách khá là kiêu ngạo phía trước bên phải là một vị khuôn mặt kiên nghị, thân hình tráng khổng lồ, tuổi ở 22 trên dưới, tu vi luyện khí tầng 5 nam tử, tên là Vệ Hằng, là một tên tứ linh căn ngụy linh căn tu sĩ, có thể ở 22 tu luyện đến luyện khí tầng 5, có thể thấy được bình thường tu luyện thời khắc khổ. Lưu sư đệ, hồi lâu chưa ở bản phong trên nhìn thấy ngươi, nhưng là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới. Ồ, sư đệ ngươi đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Vệ hằng chắp tay, xem như là chào hỏi, tiếp theo cảm nhận được so với trước đây mạnh hơn một đoạn nhỏ sóng linh lực, phát hiện Lưu Ngọc Tu Vi đột phá đến luyện khí tầng 5, lớn tiếng chúc mừng hai câu. Giang Thu Thủy dùng con ngươi hơi động, dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Lưu Ngọc. Nàng phát hiện vị này thường thường không có gì là bình thường tiểu sư đệ trên người tự hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, không chỉ là tu vi đột phá, khí chất trên cũng biến thành càng thêm tự tin, thông dông, nàng trêu ghẹo nói, lưu sư đệ vậy thì luyện khí tầng năm e sợ chẳng bao lâu nữa liền muốn vượt qua sư tỷ ta lạc nơi nào nơi nào sư đệ sao có thể cùng gian sư tỷ lẫn nhau so sánh còn kém xa đây ta ở luyện khí tầng 4 đã dừng lại một quãng thời gian lần này đột phá có điều là nước chảy thành sông thôi đúng là vệ sư huynh gian sư tỷ hồi lâu không thấy phong thái càng hơn năm xưa a à. lưu ngọc lắc đầu không dám để cho vị này gian lời của sư tỷ tiếp tục tiếp tục nói sợ lại bốc lên cái gì kinh người ngôn ngữ. Hắn nhìn về phía Giang sư tỷ tắm kia gương mặt kiều mị, bình tĩnh nói rằng: "Giang sư tỷ pháp lực càng tinh khiết, nói vậy cách luyện khí tầng 7 không xa, tiến vào nội môn nắm chắc a." À. Giang Thu Thủy không biết nghĩ đến cái gì biểu hiện có chút hạ, ánh mắt tối sầm lại, than thở: "Luyện khí hậu kỳ bình cảnh ở đâu là tốt như vậy đột phá, quân bất kiến thiên thiên vạn vạn tán tu cả đời đều bị kẹt ở luyện khí trung kỳ." không được tiến thêm, ta hiện tại liền luyện khí tầng 6 đều còn không tu luyện viên mãn, khoảng cách bình cảnh còn kém xa đây. Nhắc tới cái này, đột nhiên, Vệ Hằng tầng tầng thở dài, nói: "Giang sư tỷ cùng Lưu sư đệ các ngươi đều là tam linh căn tư chất, còn có mấy phần khả năng ở 30 tuổi đạt đến luyện khí tầng 7 tiến vào nội môn tu luyện, xung kích trúc cơ kỳ cũng có mấy phần hy vọng. Nhưng là bằng vào ta ngụy linh căn tư chất, muốn đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh cũng là vô cùng gian nan, không biết muốn trì hoãn bao nhiêu năm thời gian, càng không cần phải nói 40 tuổi trước tu luyện đến luyện khí viên mãn xung kích trúc cơ. Lưu Ngọc nghe nói về hàng mấy lời nói này, trầm mặt một hồi, đạo vệ sư huynh hà tất như vậy nhục chí, 2000 năm trước, tu chân giới thì có một vị họ hàng tiền bối, lấy ngũ linh căn tư chất đột phá đến nguyên anh kỳ, tung hoành tứ hải, uy thế bát phương, tin tưởng sư huynh chỉ cần không buông tha, thiên đạo thù cần, đều sẽ có chút cơ hy vọng. Giang Thu Thủy đối với Ngụy Linh căn vệ hằng vẫn có chút xem thường, có điều lúc này nàng cũng không có chó cắn áo rách, trái lại mặt lộ vẻ nụ cười an ủi vài câu. Lúc này ánh bình minh vừa ló rạng, hồng hà đầy trời. Kết thúc đã tọa tu luyện các đệ tử ngoại môn túng năm tụng 3 tụ tập cùng một chỗ, đã bắt đầu đi xuống núi nhai, Lưu Ngọc ba người cũng là một bên trò chuyện trong cửa phát sinh một ít chuyện lý thú, một bên hướng về bên dưới vách núi đi đến. Chờ đi xuống núi Nhai, ba người phân biệt, hướng từng người đồng phủ đi đến. Nhất định phải mau chóng đạt đến luyện khí hậu kỳ, Lưu Ngọc âm thầm quyết định, muốn sớm một chút đạt đến luyện khí viên mãn, sau đó tìm trúc cơ đan. Trúc cơ tuổi tác càng nhỏ, sau đó phát triển tiềm lực lại càng lớn, tốt nhất có thể ở 40 tuổi trước được một viên trúc cơ đan, như vậy coi như trúc cơ thất bại, cũng còn có thời gian nếm thử nửa trúc cơ. Trở lại đồng phủ mình, Lưu Ngọc bắt đầu lợi dụng tiên phủ đề cao linh thảo, luyện chế đang dược. Tình cờ đang cùng đồng môn giao lưu bên trong, tiết lộ chính mình bắt đầu học tập luyện đan, biên một cái ở luyện đan trên rất có thiên phú lời giải thích, vì là sau đó tu vi tăng lên mai phục phục bút. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùn hô biết, người lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như xuất bút đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Lãnh Nguyệt Tiên Tử Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lưu Ngọc trở lại động phủ sau, mỗi ngày dùng một viên thanh linh đang tu luyện, pháp lực tăng trưởng tốc độ cùng với trước lẫn nhau so sánh không thể giống nhau. Sở dĩ mỗi ngày chỉ dùng một viên, là bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi mỗi ngày vừa vặn luyện hóa một viên đang dược dược lực, nếu như quá nhiều dùng đang dược, những người luyện hóa không được dược lực liền biết đều ở trong người trầm tích lên, dần dần hình thành đang độc. Đang độc đang đột phá cảnh giới, hoặc là đột phá bình cảnh thời điểm gặp cho người tu tiên tạo thành to lớn trở ngại, đang độc tích lũy càng nhiều đột phá lên liền biết càng gian nan. Vì lẽ đó có chút người tu tiên lại đến gần đột phá thời điểm, đều sẽ tìm kiếm một lượng loại linh vật sắp xếp ra một ít trong cơ thể đang độc tương đương với biến tướng yếu bớt đột phá độ khó nhưng coi như mỗi ngày chỉ dùng một viên đan dược điều này cũng so với được với gia tộc lớn con cháu đích tôn cùng đại tông môn đệ tử nồng cốt đãi ngộ thời gian trôi qua nửa tháng sau lưu ngọc rõ ràng cảm giác được pháp lực tăng trưởng một đoạn nhỏ luyện khí tầng năm tu luyện vững vàng đi tới một bước nhỏ do đến ngày nay là cùng thượng sư huynh ước định cùng đi truyền đạo phong tháng ngày Lưu Ngọc kết thúc nửa tháng khổ tu sinh hoạt, đi ra động phủ. Giờ sử mới vừa đến, bầu trời vẫn là một vùng tăm tối. Ra động phủ sau, Lưu Ngọc lấy ra mới chiếm được cự mộc kiếm, truyền vào pháp lực sau chớp mắt biến thành một thanh dài chừng hai trượng, bề rộng chừng hai thước to nhỏ màu xanh kiếm bản to, tiếp theo hóa thành một đạo màu xanh lục động quan hướng về trúc xanh phong bay đi. Trúc xanh phong vừa vặn ở vào thanh mộc phong cùng truyền đạo phong trong lúc đó, cùng thanh mộc phong cách nhau không xa, khoảng chừng phi hành một thời gian uống cạn chén trà, Trúc Xanh Phong cũng đã xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Lưu Ngọc cũng không có trực tiếp lên núi, mà là ở chân núi rừng Trúc bên một cái cây Trúc dựng tiểu đình hạ xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi thổ nạp linh khí khôi phục tiêu hao pháp lực. Này đều là bùa truyền âm bên trong ước định cẩn thận, không có để Lưu Ngọc đợi lâu, ước khoảng chừng một phút thời gian, Thượng Sư Huynh liền điều động một cái phiến trạng pháp khí xuất hiện trên không trung. Thượng Sư Huynh tên đầy đủ Thượng Xuyên Giang, 26 tuổi luyện khí tầng 6, thuộc về gia tộc phái. Là một cái phụ thuộc vào tông môn trúc cơ gia tộc, vẫn còn nhà, con cháu, có điều hắn không phải trong gia tộc dòng chính, cũng không có được bao nhiêu tài nguyên. Hắn mặc chữ quốc, da dẻ hơi đen, thân hình gầy gò, có chút giống trong thế tục người từng trải, xem ra khá là chu đáo. Ha 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 ha, lưu sư đệ, mấy tháng không gặp, không để sư đệ đợi lâu đi. Người còn chưa đến, một trận sang sản tiếng cười trước tiên truyền đến. Thượng sư Huynh cười đi vào Trúc Đình, hướng về Lưu Ngọc hỏi thăm một chút. Thượng xuyên gian thăm ý sâu sắc để đánh giá Lưu Ngọc trong nháy mắt thấy, chú ý tới hắn cảnh giới cùng pháp khí biến hóa, không nghĩ đến vị này Lưu Sư Đệ ngăn ngắn hai, ba tháng thời gian không chỉ cảnh giới tăng lên một tầng, liền pháp khí cũng đổi thành trung phẩm pháp khí, này không phải là bình thường đệ tử ngoại môn có thể làm được. Thượng sư Huynh có khỏe hay không? sư đệ cũng là mới vừa đến chỗ này việc này không nên chậm trễ thượng sư huynh chúng ta vậy thì lên đường đi sớm một chút đến truyền đạo phong nói định còn có thể chiếm hai cái cách đến gần một ít vị trí thật tốt lưu ngọc ông quyền hỏi thăm một chút thông thạo bắt chuyện vài câu lập tức hai người điều động pháp khí hóa thành một xanh một trắng hai vệt động quan biến mất ở phía chân trời thượng xuyên giang vẫn cảm thấy vị này lưu sư đệ cùng hắn đệ tử ngoại môn không giống nhau đang cùng vị sư đệ này trò chuyện thời gian mơ hồ nhận ra được hắn khác với tất cả mọi người. Càng là một ít mới mẻ ý nghĩ thường xuyên để hắn than thở không ngớt, vì lẽ đó hắn có ý định kết giao vị này biệt viện phái, sư đệ, cùng duy trì hài lòng quan hệ. Truyền đạo phong ở vào Nguyên Dương Tông lệch Bắc địa phương, tòa này linh sơn cao chừng hơn 700 trượng, ở Nguyên Dương Tông quận sơn bên trong cũng không cao lắm, nhưng cũng là đông đảo đệ tử ngoại môn đều tương đối quen thuộc địa phương mỗi hai tháng giữa tháng số 15 tông môn đều sẽ an bài một vị trúc cơ kỳ sư thúc tới đây giảng đạo, từ luyện khí kỳ tu luyện yếu điểm đến các loại phép thuật học tập phóng thích một ít kỹ xảo, đều có khả năng nói đến, đương nhiên cụ thể giảng giải cái gì hay là muốn xem trúc cơ kỳ sư thúc ý nghĩ. Giảng đạo nơi ở truyền đạo phong vách núi trên, vách núi trên mở ra một cái dài rộng gần 100 trượng quảng trường, trên quảng trường xếp đầy từng cái từng cái bộ đoàn, trong quảng trường 7, tám trượng bên trên vách đá nơi có một cái tiểu bình đại, vậy thì là trúc cơ kỳ sư thúc giảng đạo vị trí. Làm Lưu Ngọc cùng Thượng Xuyên Giang tới chỗ này, giờ Mão đã sắp đi qua. Sắc trời sáng choang, một vòng màu đỏ đại nhật ở phương đông bầu trời từ từ bay lên, soi sáng vạn vật. Lưu Ngọc xuất phát tuy nhiên đã đủ sớm, thế nhưng đường xá dù sao khá xa, khi hắn chạy tới chỗ này to lớn quảng trường lúc, tới gần nơi này nơi bình đại địa phương đã sớm có người ngồi ngay ngắn, qua loa một số, khoảng chừng đã có 200 đệ tử ngoại môn chờ đợi ở đây. Đường tu tiên trên xưa nay không thiếu hụt chăm chỉ nỗ lực tu sĩ. Lưu Ngọc âm thầm cảnh giác chính mình, may mắn được tiên phủ giúp đỡ, càng phải nỗ lực tu hành, mới không phụ này một hồi cơ duyên tạo hóa. Trên quảng trường tu sĩ nữ có nam có, tình cờ gặp quen thuộc đồng môn đều sẽ thấp giọng bắt chuyện vài câu hoặc là gật đầu ra hiệu. Có điều mấy cái đoàn thể nhỏ vẫn là phân biệt rõ ràng, cực nhỏ lưu thông, gia tộc phái tụ tập cùng một chỗ, biệt viện phái đoàn kết lại với nhau. Cho tới thầy trò một phái, có thể bị trúc cơ hoặc là tu sĩ kim đang chính thức thu làm đệ tử tư chất đều sẽ không quá kém, bình thường đều là thẳng vào nội môn, trên quảng trường không mấy cái, vì lẽ đó không có hình thành đoàn thể. Lưu Ngọc xem như là biệt viện phái người, có điều là thuộc về biên giới hóa tiểu nhân vật, lần này biệt viện phái tới vừa không có tương đối quen thuộc người, vì lẽ đó không có ngồi gần biệt viện phái, gặp phải nhận thức liền chắp tay ra hiệu hoặc là điểm cái đầu xem như là chào hỏi, cũng là có thể. Hai người ở tương đối gần tiểu bình đài vị trí tìm hai cái vị trí, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thấp giọng bắt đầu giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Nói là giao lưu, có điều đại đa số thời điểm lúc Thượng Xuyên Giang đang nói, Lưu Ngọc đang nghe, có điều Lưu Ngọc tình cờ nói lên một đôi lời đặc biệt kiến giải, cũng làm cho Thượng Xuyên Giang cảm giác mới mẻ. Thời gian dần dần trôi qua, trên quảng trường tu sĩ bắt đầu bắt đầu tăng lên, cuối cùng đến rồi khoảng chừng 2.000 người. Hủy bỏ những người chính đang thi hành tông môn ngoại vụ cùng bế quan tu luyện cùng ra ngoài rèn luyện người, còn có một chút tuổi tác lớn đã từ bỏ tiên đồ tu sĩ, hoặc là bởi vì hắn các loại nguyên nhân đến không được, 2.000 người xem như là không nhiều không ít. Tuy rằng trên quảng trường đã có 2.000 người ngồi xếp bằng, nhưng cũng không coi là ồn ào, tình cờ có quen biết đồng môn cũng là thấp giọng hỏi hậu, không dám lớn tiếng náo động. Truyền đạo phong chính là tông môn trọng địa, nghiêm cấm lớn tiếng náo động, như có đệ tử trái với quy định, ngay lập tức sẽ bị chấp pháp tu sĩ lùng bắt xuống, không chỉ muốn trùng xử phạt nặng, đồng thời chung thân không lại phải bước vào. Trên quảng trường sở dĩ tất cả đều là thân mặc áo bào xám đệ tử ngoại môn, nhưng không một người thân mặc áo trắng nội môn tu sĩ. Điều này là bởi vì nội môn thiết có, hỏi phong, mỗi tháng đều có trúc cơ kỳ tu sĩ giảng đạo, truyền thụ tri thức cũng cao hơn truyền đạo phong thâm rất nhiều, vì lẽ đó đệ tử nội môn bình thường sẽ không tới truyền đạo phong nghe giảng. Nhưng chính là bởi vì nội môn vượt xa ngoại môn đãi ngộ, khích lệ rất nhiều không cam lòng bình thường ở ngoài môn tử đệ nỗ lực tu luyện, muốn lên cấp nội môn. Đột nhiên, chân trời một đạo khí thế kinh người ánh kiếm màu xanh lam xẹt qua chân trời, thoáng qua đi đến vách núi trên bình đại, cái này phi kiếm màu xanh lam tỏa ra một luồng kinh người hàng khí, thân kiếm văn ấn một con nổi bật bất phạm băng điểu, phi kiếm màu xanh lam cấp tốc nhỏ đi, hiện ra một đạo ngạo như hàng mai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một tên lạnh như băng nữ tử, trên người mặc màu lam đậm nhiễm tụ lưu tiên quần, mắt sáng như sao ống ánh, mặt ngọc hoàng mỹ, một cái màu trắng sợi tơ hệ trụ đen thui tóc dài. Lãnh nguyệt tiên tử Thượng phẩm linh khí Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận hô khẽ, có người nhận ra thân phận của người đến nguyên dương sông mỹ một trong lãnh nguyệt tiên tử bạch vũ huyên lưu ngọc cũng chính là chi kinh diễm nháy mắt nhưng hắn kiếp trước cũng đã gặp không ít cô gái xinh đẹp rất nhanh lấy lại tinh thần đến trong lòng nói ra thân phận của người đến nguyên dương sông mỹ là nguyên dương tông trúc cơ kỳ hai đại kiệt xuất nữ tu danh hiệu không có chỗ nào mà không phải là cùng cấp tu sĩ bên trong người tài ba không chỉ có tu vi cao thâm dung nhang cũng là vạn người chưa chắc có được một không nghĩ tới lần này càng là bạch sư thúc đến đây giảng đạo có thể chứng kiến bạch sư thúc dung nhan tuyệt thế lần này thực sự là không uổng chuyến này a à. bên cạnh có tu sĩ lẩm bẩm nói lưu ngọc nghe nói lời này âm thầm nở nụ cười nguyên dương sông mỹ tiếng tâm rất lớn ở trong tông môn người ngưỡng mộ càng là đông đảo nếu như sớm biết mà nói đạo chính là nàng e sợ ở đây hai ngàn người còn muốn vượt lên gấp đôi phải biết muốn mắt thấy lãnh nguyệt tiên tử dung nhan người có thể không phải số ít Bạch Vũ Huyên mặt lạnh như sương, mắt sáng như sao nhàn nhạt nhìn lướt qua quảng trường, sau đó thả ra tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ linh áp, hướng về giữa trường rất nhiều đệ tử ngoại môn ép tới. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 3 năm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ linh áp, ép tới Lưu Ngọc có chút không thở nổi, liền dường như một tảng đá lớn đặt ở ngực, khiến người ta khó thở. Lúc này trong quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, cách tiểu bình đài càng gần tu sĩ chịu đến áp bức càng lớn, thậm chí có mấy người đã ở mạnh mẽ linh áp dưới lộ ra, cho hê. Mọi người lúc này mới kinh hãi, trên đài vị kia không chỉ có là lãnh nguyệt tiên tử, càng là một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu chân giới đẳng cấp xâm nghiêm, trúc cơ tu sĩ há lại là bọn họ những đệ tử ngoại môn này có thể tùy ý nghị luận thiệt thòi này của linh áp không có kéo dài bao lâu bằng không lưu ngọc cảm giác mình kiên trì không được bao lâu không chắc cũng sẽ lộ ra trò hề hắn nhìn chung quanh một chút trên quảng trường đệ tử ngoại môn đại thể thở hồng hộc sắc mặt khó coi thượng sư huynh tình huống với hắn gần như hai người đối diện trong nháy mắt thấy dồn dập lộ ra cười khổ hừ vị này bạch sư thúc thấy trên quảng trường yên tĩnh lại lúc này mới hừ lạnh một tiếng từ túi chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo bồ. Đoàn, ngồi ở phía trên bắt đầu giảng giải lên. Nàng âm thanh như ngọc trai rơi mâm ngọc, cực kỳ lanh lảnh, mang theo vài phần ý lạnh, sử dụng một cái phép thuật mở rộng âm thanh, để trên quảng trường rất nhiều đệ tử cũng có thể nghe được. Bạch sư thúc giảng giải chính là một cấp trung hạ phẩm hệ thủy cùng hệ băng phép thuật, này hai loại phép thuật phương pháp tu luyện cùng sử dụng kỹ xảo từ một cấp hạ phẩm bóng nước thuật đến một cấp trung phẩm băng trùy thuật từ cạn tới sâu từ thay đổi đến khó thỉnh thoảng còn có thể lại trên đài cao phóng thích phép thuật thành tựu làm mẫu lưu ngọc tỉ mỉ mà lắng nghe cùng mình tu luyện tâm đắc lẫn nhau đối chiếu quả nhiên có một chút hiểu mới đặc biệt một ít sử dụng kỹ xảo nhỏ để hắn được ích lợi không nhỏ một ít chưa bao giờ chú ý tới nhưng có thể thoáng tăng lên uy lực pháp thuật cùng phóng thích tốc độ thi pháp chi tiết nhỏ càng bị vững vàng nhớ kỹ những người không hiểu được liền mạnh mẽ nhớ kỹ, đợi đến ngày sau có thời gian lại cân nhắc. Tại đây lanh lãnh lãnh ngạo đến giọng nữ bên trong, hai cái canh giờ nháy mắt đã qua. Bạch sư thúc giảng giải cũng đột nhiên ngừng lại, liền như vậy kết thúc, nàng không chút nào để ý tới mấy cái gan to bằng trời, đệ tử giơ tay lên muốn muốn lên tiếng hỏi ý dáng vẻ, trực tiếp lấy ra này thanh văn ấn băng điểu phi kiếm, hóa thành một đạo màu xanh lam động quan chấp mắt biến thành phía chân trời một cái điểm nhỏ, không chút nào dây dưa dài dòng. Lãnh Nguyệt Tiên Tử Bạch Sư Thúc đi rồi, Lưu Ngọc cũng không có lập tức đứng dậy, hắn còn đang suy tư cuối cùng giảng giải cái kia đoạn yếu điểm cùng kỹ xảo. Mãi đến tận thượng xuyên giang kêu một tiếng, hắn mới không thể không đứng dậy, lúc này quảng trường rất nhiều đệ tử ngoại môn đã lục tục rời đi, Lưu Ngọc sau khi xuống núi liền cùng thượng xuyên giang cáo biệt, trở về đồng phủ. Lưu Ngọc trở lại đồng phủ sau khi liền bắt đầu mỗi ngày dùng đan dược tu luyện cách mấy ngày liền thiên liền mở lô luyện một lần đang dược, tình cờ đi một chuyến tàn kinh các. Tàn kinh các lầu một là miễn phí đối với các đệ tử mở ra, đại thể là một ít tạp ký, tiểu sử cùng với một ít luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ viết tâm đắc loại hình, đại đa số đệ tử đều không có hứng thú, lưu ngọc nhưng thường thường đi lật xem một ít du lịch tạp ký, hy vọng thông qua những này tìm hiểu một chút thế giới này đại thể tình hình. Ở mỗi ngày vách núi tu luyện lúc kết thúc, lưu ngọc thỉnh thoảng sẽ để lộ ra đã đang học tập luyện đan hơn nữa miễn cưỡng đạt đến thu chi cân bằng xem như là có chút thiên phú tin tức liền như vậy thanh danh của hắn dần dần ở thanh mộc phong truyền ra đặc biệt ở biệt viện phái bên trong dần dần bị người biết rõ mãi đến tận có một ngày một tên đệ tử ngoại môn tới cửa thỉnh cầu lưu ngọc ra tay luyện chế thanh linh đan tên đệ tử kia tự chuẩn bị ba phần tài liệu cuối cùng được đến bảy viên thanh linh đan ba phần tài liệu mười năm linh thạch biến thành bảy viên giá trị hai mươi linh thạch đang dược tên đệ tử kia tự nhiên mừng rỡ cực điểm lương ngọc hiện đang luyện chế thanh linh đang đã xe nhẹ chạy đường quen trải qua lượng lớn luyện chế đang dược cơ bản mỗi ba lô liền có thể thành công một lò ngừng đang bình thường ở tám chín viên dáng vẻ chỉ ít đang luyện chế này hai loại đang dược trên đã đạt đến bình thường luyện đang sư trình độ chỉ cho tên kia tu sĩ bảy viên đang dược chính là không muốn biểu hiện quá mức dễ thấy cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật trễ lần này lưu ngọc luyện đan sư danh tiếng triệt để truyền ra mỗi tháng tới cửa bái phỏng người cũng bắt đầu tăng lên có gia tộc cử đi môn mời chào làm vì là gia tộc của bọn họ chuyên trách luyện đan sư đồng ý các loại hậu đã điều kiện thậm chí mịt mờ nhắc tới nếu thành vì là gia tộc của bọn họ luyện đan sư có thể cử đi học tiến vào nội môn như vậy bản giá bên trong thì có thượng xuyên gian đại biểu gia tộc của bọn họ đến đây mời chào quá có điều hắn giải Lưu Ngọc là một cái tâm hướng về đại đạo tu sĩ, đi xuống quy trình cũng không có cưỡng cầu. Biệt viện phái ở ngoại môn thế lực cũng phái gian thu thủy trước tới lôi kéo, cũng là mở ra các loại khiến lòng người động bản giá, muốn mời hắn phân ly viện phái lượng lớn cung cấp đan dược. Cái này Lưu Ngọc không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là lấy vừa mới bắt đầu học tập, còn không thuần thục, tu luyện làm trọng tìm lý do từ chối cuối cùng đáp ứng mỗi tháng giá rẻ phân ly viện phái cung cấp ba bình thanh linh đan. Giang Thu Thủy khuôn mặt kiều mị, đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá Lưu Ngọc một phen, không nghĩ đến cái này tu vi thường thường, tướng mạo phổ thông lưu sư đệ ở Luyện Đan trên lại rất có thiên phú, nhìn Lưu Ngọc càng thông dong, trầm ổn khí chất, nàng trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, xem ra sau này còn nhiều hơn nhiều đi lại mới là. Phái Trung Vô Phái thiên kỳ bách quái lưu ngọc nhớ tới kiếp trước một vị vĩ nhân đã nói một câu nói như vậy hắn rõ ràng ở tự thân cũng không đủ thực lực thời điểm tốt nhất không nên nghĩ làm cỏ đầu tường xoay trái xoay phải bạn không chỉ sẽ phải chịu hai bên chèn ép hơi không chú ý liền có thể có thể ngã vào vực sâu vạn trường tan xương nát thịt căn cứ các loại dấu hiệu biệt viện phái cùng sư đồ phái khá là thân thiết mơ hồ có khuynh hướng liên hiệp biệt viện phái gia tộc phái cùng sư đồ phái quay chung quanh tu tiên tại nguyên minh tranh ám đấu càng kịch liệt lên lưu ngọc mơ hồ nhận ra được nguyên dương tông bình tĩnh hình dạng dưới ám đào mãnh liệt trong ngày thường khắc khổ tu hành tăng lên cảnh giới làm việc càng ngày càng thấp điều khoảng thời gian này có một vị không phải rất quen thuộc ngoại môn sư huynh tới cửa mời xưng rằng ở nguyên dương tông ở ngoài phát hiện một tòa trúc cơ tu sĩ động phủ động phủ chủ nhân đã ngã xuống chỉ vì một người không phá ra được động phủ cấm chế vì lẽ đó muốn mời Lưu Ngọc cùng đi thăm dò động phủ, đến thời điểm được bảo vật sáu bốn phần thành. Lưu Ngọc nghe nói lời ấy âm thầm cười gằn, này rất giống ma tu yếu lực, trên nhắc qua, hẹn ước tâm bảo, lợi dụng linh dược linh dược hoặc là các loại bảo vật mê hoặc, đem tu sĩ dẫn tới trong bẫy rập, thừa dịp chưa sẵn sàng khởi xướng đánh lén, hoàn thành giết người đoạt bảo. Hắn tại chỗ từ chối vị sư huynh kia, đề cập chính mình một lòng tu luyện, mấy năm gần đây đều sẽ không rời đi tông môn. Vị sư huynh kia còn không muốn từ bỏ, năm lần bảy lượt khuyên bảo không có kết quả, lúc này mới dời đi mục tiêu. Những này đều chỉ là Lưu Ngọc suy đoán, chỉ là sau đó nghe nói vị sư huynh kia hẹn một vị khá lạc giàu có đồng môn sư để đi ra ngoài, lúc trở lại chỉ có một mình hắn, cụ thể tình huống thế nào liền không rõ ràng. Lưu Ngọc thường thường đem cái kia bản Amma tu yếu lực lấy ra lật xem, này bản thư tịch bên trong viết đến một vài thứ là hắn chưa từng nghe thấy thôi, lật đến trang cuối cùng phát hiện nó còn ghi chép một môn phụ trợ tính bí thuật ẩn linh thuật này bí thuật tổng cộng có ba tầng có người nói luyện thành tầng thứ nhất có thể thu lại khí tức trong vô hình quen thuộc sau khi có thể giấu giếm được so với mình tu vi cao một cấp người thế nhưng nhất định phải ở cùng một đại cảnh giới bên trong luyện thành tầng thứ hai có thể tùy ý điều tiết tự thân hiện ra với người ngoài tu vi ẩn giấu thực lực bản thân hơn nữa không phải cao với mình một cảnh giới lớn không thể nhìn thấu luyện thành tầng thứ ba thậm chí có thể giấu giếm được cao hơn tự thân một cảnh giới lớn người. Tu tiên không năm tháng, thời gian ba năm liền như vậy chậm chậm trôi qua. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như el, ốc, trôn, goblin, minotauro, người cá, người lùn hobbit, người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như succubus đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Bình cảnh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ba năm sau khi, Lưu Ngọc thành một cái 21 tuổi thanh niên dáng dấp, thân hình không giống từ trước như vậy đơn bạc, tu vi cũng đến luyện khí tầng 6 đỉnh điểm, cách luyện khí hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Ở lượng lớn đang dược ủng hộ, Lưu Ngọc từ lúc một năm trước liền đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh điểm, gặp phải bình cảnh, sau đó liền không tiến thêm tất nào nữa, không thể làm gì khác hơn là tinh tế mài pháp lực, khiến cho càng tinh khiết hơn, nhưng vẫn là mấy lần xung kích hậu kỳ bình cảnh không có kết quả. Lấy lưu ngọc một hỏa thổ ba thuộc tính linh căn tư chất, hắn đối với luyện khí hậu kỳ sẽ gặp phải bình cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên linh căn nhất làm cho tu sĩ ước ao địa phương chính là nguyên anh kỳ trước không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên sung túc, liền có thể một đường thông suốt tu luyện đến kim đan kỳ thật không hổ là thiên chi kiêu tử. Lưu Ngọc lại một lần nữa xung kích bình cảnh thất bại, có chút buồn bực nghĩ đến. Căn cứ hắn dĩ vãng ở tàn kinh các lật xem đến tư liệu, đột phá trước mắt bình cảnh phương pháp có ba loại. Loại thứ nhất chính là thông qua thời khắc sống còn chiến đấu đến đột phá, thời khắc sống còn có đại khủng bố, có thể rất lớn kích phát tu sĩ tiềm lực, đột phá bình cảnh xác suất rất lớn, có điều thời khắc sống còn đại khủng bố cũng không phải ai đều có thể thản nhiên đối mặt, vì lẽ đó lựa chọn phương pháp này người vẫn là ở số ít. Loại thứ hai chính là mua đột phá bình cảnh đang dược, sử dụng đang dược lực lượng đến tan rã bình cảnh đạt đến đột phá hiệu quả, có điều đột phá bình cảnh đang dược nghĩ đến cung không đủ cầu, cực nhỏ xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ giành giật, giá cả thường thường cực cao, không phải bình thường tu sĩ có thể chịu đựng. Loại thứ ba chính là khổ cực mài pháp lực, nhiều lần xung kích bình cảnh, tháng ngày tích lũy hạ xuống cũng là có khả năng thành công chỉ là thời gian hao phí hơi dài ngắn thì mấy năm lâu là mấy chục năm cũng khó nói lưu ngọc trong lòng khuynh hướng chính là loại thứ hai hắn quyết định lập tức lên đường đi phụ cận phố chợ đi dạo nhìn có thể hay không mua một viên đột phá bình cảnh đang dược đồng thời mài pháp lực nói không chắc ngày đó bình cảnh liền buông lỏng rồi cũng không phải là không có khả năng nếu như trở lên hai loại đều thất bại cái kia lưu ngọc vì sớm một chút đột phá bình cảnh thì sẽ đi đến Hoành Đoạn Sơn mạch săn dết yêu thú, thông qua cuộc chiến sinh tử đến đột phá bình cảnh, nắm lấy cái kia một tia đại đạo cơ hội. Ba năm nay trong lúc đó, Lưu Ngọc đã đem ẩn linh thuật tu luyện nhập môn, đạt đến tầng thứ nhất, hắn hiện tại là luyện khí trung kỳ đỉnh điểm tu vi, coi như là luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không thể nhìn phá hắn tu vi, trừ phi là trúc cơ kỳ tu sĩ ngay mặt. Lưu Ngọc vận chuyển ẩn linh thuật, đem tự thân sống linh lực ẩn giấu, chính mình dùng thần thức quét xuống đều khó mà phát hiện ẩn dấu pháp lực khí tức, lúc này mới yên lòng lại, lấy trước mắt hắn sánh ngang luyện khí hậu kỳ thần thức đều phát hiện không được vấn đề, cái kia phổ thông luyện khí tu sĩ nên đều phát hiện không được. Đồng thời cũng đối với người môn bí thuật tầng thứ hai, có thể điều tiết khí tức, ẩn dấu thực lực ngóng trong lên. Có điều ở trong tông luyện khí tầng 6 tu sĩ vẫn là thông thường, cũng không cần ẩn dấu tu vi, nếu như muốn đi tông môn phạm vi ở ngoài phố chợ lời nói, có thể sử dụng ma tu yếu lược trên ghi chép một loại dịch dung phương pháp thay đổi một hồi dung mạo của chính mình như vậy coi như người quen thuộc cũng không nhận ra hắn đến rồi lưu ngọc mài một phen sau nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có ý định đi dò hỏi cái kia một vị giang thu thủy giang sư tỷ có hay không sau lần đó đang dược tin tức vị này giang sư tỷ mạnh vì gạo bạo vì tiền ở bên trong cửa giao du rộng lớn quen thuộc đồng môn bên trong liền thuộc tin tức về nàng linh thông nhất vận chuyển một linh quyết vận chuyển đại chu thiên, tinh tế thuần luyện pháp lực, chờ hoàn thành rồi hôm nay đã tọa tu luyện sau, Lưu Ngọc rời đi động phủ. Ra động phủ sau, Lưu Ngọc hai tay bấm quyết, cho mình gia trì một cái ngự phong thuật, nhẹ nhàng mà ở giữa núi rừng nhảy lên, không tới nửa khắc đồng hồ công phu liền đi đến gian thu thủy động phủ trước. Lấy ra một đạo bùa truyền âm, hướng về trong động phủ bay đi, bùa truyền âm không có chịu đến cấm chế ngăn cản, thấy này, Lưu Ngọc kiên trì bắt đầu chờ đợi âm 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 cửa đá chậm rãi di động giang thu thủy đóng động phủ cấm chế xuất hiện ở lưu ngọc trong tầm mắt bởi vì ở trong phủ tu luyện nàng ăn mặc cực kỳ tùy ý một bộ màu trắng lụa mỏng che lại linh lung thân thể đen thui tóc dài tùy ý khoác ở trên vai hay là lụa mỏng chất liệu vấn đề lại hay là người tu tiên thị lực quá tốt lưu ngọc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong phong cảnh hắn nhẹ nhàng hơi động dời tầm mắt không dám nhìn nhiều áp chế một cách cưỡng ép trụ thân thể dị động Giang Thu Thủy đối với Lưu Ngọc đến thực khá là bất ngờ, vị tiểu sư đệ này nhiều lần khiến người ta kinh ngạc, ngăn ngắn thời gian 3 năm tăng lên 2 tầng tu vi, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư, có người nói đã gây nên biệt viện phái một ít nhân vật trọng yếu chú ý, nàng đã coi Lưu Ngọc là thành một tên tiền độ quan minh tu sĩ tới đối xử, cũng không có thất lễ hắn. Hay là mới vừa tu luyện xong duyên cớ, lúc này nàng biểu hiện có chút lười biếng, không còn nữa ngày xưa kiêu ngạo, âm thanh mang theo một tia mềm nhẹ. Lưu sư đệ thực sự là khách quý A, đi vào ngồi đêm. Nàng khẽ cười một tiếng, mang theo Lưu Ngọc hướng về trong động phủ đi đến. Lưu Ngọc nhìn gian thu thủy động phủ trang trí, chỉnh tề, khéo léo tinh xảo, còn có mấy bồn đẹp để hoa hoa thảo thảo ở động phủ các góc bày ra, làm người vui tai vui mắt. Tự hồ là dùng cái gì hương nhang, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt hương vị. Hai người đi tới phòng khách, ở một cái bàn gỗ hai bên đối lập mà tòa. Giang Thu Thủy đưa tay cho Lưu Ngọc đến một ly linh trà, đem trước người rải rác vài tia mái tóc một vuốt, đừng ở tai sau, mới hỏi đến hắn ý đồ đến. Thực không dám giấu dến, sư đệ lần này mạo mùi quấy rối, là bởi vì đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh điểm, tu vi đã nửa tháng không có một chút nào tiến thêm, cho nên muốn thỉnh giáo sư tỷ một hồi, không biết sư tỷ có hay không có loại này tin tức. Lưu Ngọc uống một hớp linh trà, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, tổ chức một hồi ngôn ngữ, mới nói như vậy, có điều hắn biến mất đã kẹt ở bình cảnh một năm sự thực, đổi thành nửa tháng. Giang Thu Thủy nghe vậy, lường hắn một cái, nói. Đột phá bình cảnh đang dược cực kỳ hy hữu, liền ngay cả tông môn hối đoái bản trên đều không có, nếu là có loại đang dược này tin tức, sư tỷ đã sớm chính mình đi mua, cái kia đến phiên ngươi nha. Tông môn cống hiến nguyên dương trong tông sử dụng một loại tiền, nguyên dương tông hối đoái bản trên có một ít ngoại giới khó tìm pháp khí, đang dược các loại thậm chí liền ngay cả trúc cơ đang đều có đều chỉ có thể có tông môn cống hiến hối đoái lưu ngọc nghe vậy có chút thất vọng hắn vẫn là coi khinh đột phá bình cảnh loại đang dược quý hiếm thấy từ gian thu thủy nơi này cũng không chiếm được tin tức hữu dụng mấy cái khác quen thuộc đồng môn tu vi còn không nàng cao đây nói vậy hỏi cũng không chiếm được mình muốn tin tức cũng đành phải thôi thấy không chiếm được mình muốn tin tức lưu ngọc hứng thú giảm nhiều miễn cưỡng cùng gian thu thủy hàn huyên vài câu uống cạn trong chén linh trà, lớn tiếng khích lệ vài câu. Trà ngon, trà ngon, gắn bó lưu hương làm người dư vị vô cùng, sư đệ còn có chuyện quan trọng tại người, lần sau trở lại sư tỷ nơi này thưởng thức linh trà, cáo từ. Nói xong lưu ngọc hướng về giang thu thủy chắp tay, xoay người rời đi. Hư giang thu thủy sao có thể không hiểu vị sư đệ này ý tứ, nàng một tiếng mềm mại rên rỉ, có điều cũng không có giữ lại. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotau, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Tin tức Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lưu Ngọc đến mở gian thu thủy Đồng phủ sau, đối với làm sao được đột phá đang dược nhất thời cũng không có manh mối. Trước hắn chính là một cái phổ thông luyện khí trung kỳ đệ tử ngoại môn, tư chất bình thường, ở tông cửa cũng không có thân trận trưởng bối trưởng bối có thể muốn nghĩ biện pháp. Nếu như là tu tiên gia tộc hoặc là có sư thường người, tu vi vừa đến tự có trưởng bối ban xuống đang dược, con đường so với tu sĩ bình thường bằng phẳng không biết bao nhiêu. Âm thầm cảm khái một lúc, trong lòng tựa hồ bịt kín một tầng mù mịt. Nếu ở tông môn không nghĩ tới biện pháp cái kia cũng chỉ có thể đi phố chợ thử vận may. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc lấy ra cự một kiếm, hướng về gia thái phố chợ phương hướng bay đi. Có lần trước tao ngộ mặt rỗ tu sĩ trải qua, Lưu Ngọc càng càng cẩn thận, không dám để cho pháp lực tiêu hao quá nhiều, pháp lực tiêu hao gần một nửa liền biết dừng lại khôi phục, khôi phục được rồi mới tiếp tục ngự kiếm phi hành. Chạng vạn, đèn đồng trảng bên trong đêm quan thạch tỏa ra ánh sáng đem gia thái phố chợ chiếu lên sáng như ban ngày một cái đầu mang đấu bồng, mặt nạ vải đen, xem ra không có chút nào dễ thấy tu sĩ xen lẫn trong đám người tới lui bên trong, đi vào phố chợ. Người này tự nhiên chính là Lưu Ngọc, hắn bước tiến ổn định, chậm chạp khoan thai đi ở trên đường phố rộng rãi, một điểm cũng nhìn không ra bởi vì không chiếm được đột phá bình cảnh đang dược mà lo lắng dáng vẻ. Nhìn đâm đầu đi tới tu sĩ, bọn họ hoặc thích hoặc bi, có dáng vẻ phóng khoáng có thân mang cẩm y tinh thần phấn chấn hồi lâu sau Lưu Ngọc vậy có chút nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh lại, khôi phục không hề lay động trạng thái. Chờ tâm thần bình tĩnh lại sau khi, Lưu Ngọc bước nhanh hướng về thanh đan đường đi đến, những năm này ra tình cờ giúp người luyện chế thanh linh đang thù lao, tình cờ cũng bán ra một chút đan dược, giảm đi tiêu hao túi chứa đồ khoảng chừng còn có 800 khối linh thạch, có điều để ngừa vạn nhất, vẫn là chuẩn bị thêm một ít linh thạch cho thỏa đáng. Lưu Ngọc đi vào thanh đan đường, ba năm qua đi cái cửa hàng này không có bao nhiêu biến hóa lớn, chuyện làm ăn không nóng không lạnh, trước quầy có này mấy cái khách mời ở cùng đồng nghiệp co kè mặt cả. Chưởng quỷ vẫn như cũ là Trương Xuân Minh, cầm một bản sách cổ lật xem, chỉ là có vẻ càng thêm già nua rồi, lưng cũng có chút đà. Bên người còn theo một cái khoảng chừng 10 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh đứa nhỏ, chính cuốn quyết lấy Trương Xuân Minh hỏi hết đông tới tay, thỉnh thoảng lay động cánh tay. Đứa nhỏ cùng Trương Xuân Minh mặt mày trong lúc đó ngờ ngợ có một tia giống nhau, xem ra như là một đôi ông cháu. Trương Xuân Minh liếc mắt một cái trang phục thần bí tu sĩ, có điều cũng không có ngay lập tức nhận ra, không có quá nhiều lưu ý liền cúi đầu đùa lên đứa nhỏ, mãi đến tận Lưu Ngọc lên tiếng, lúc này mới nghĩ ra đến. Trương trưởng quỷ nhiều năm không gặp vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, không biết còn nhận ra cố nhân hay không. Lưu Ngọc đi tới, bình tĩnh lên tiếng nói: người tu chân đại thể trí nhớ kinh người chỉ cần gặp qua một lần cơ bản liền rất khó quên chỉ là lưu ngọc không chỉ là tu vi tăng lên hai tầng vóc người cũng thâm hậu rất nhiều khí chất càng là phát sinh biến hóa không nhỏ càng thêm thông dong tự tin vì vậy trương xuân minh cũng không có nhận ra lúc này lưu ngọc vừa lên tiếng trương xuân minh lập tức trở về nhớ tới đến hóa ra là hồng đạo hữu đạo hữu hồi lâu không có tới cửa hàng chúng tôi sợ là có ba năm đi có thể để lão hủ thường thường nghỉ ngươi có thể lại lần nữa quan lâm cửa hàng chúng tôi. Hắn vẽ mặt tươi cười hỏi thăm một chút, gồm đứa nhỏ hống đi, dẫn Lưu Ngọc đến một gian không người gian phòng nói chuyện. Trương Xuân Minh bắt chuyện Lưu Ngọc ngồi xuống, rót một ly linh trà sau, cùng Lưu Ngọc nói chuyện phím lên. Lưu Ngọc thấy trà này linh khí dạt dào, có mấy phần bất phạm dáng vẻ, không khỏi uống một hớp nhỏ, nước trà vào bụng liền tựa hồ có vài sợi mát mẻ lương khí tức nhằm phía đại não, để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, thật giống thần thức cũng có mấy phần tăng trưởng dấu hiệu, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, có điều cấp tốc biến mất, vẫn là khích lệ vài câu. Trương Xuân Minh nhìn Lưu Ngọc kinh ngạc dáng vẻ, trên mặt lộ ra mấy phần tự đắc, mở miệng giới thiệu. Trà này tên là Lục Hà Trà, là lão hủ tổ tông trồng dưới một viên Lục Hà Trà thụ tiên dịp chế thành, có nhất định tăng lên tỉnh não, một chút tẩm bổ thần thức công hiệu, chỉ là cây trà 10 năm mới nảy mầm kết một lần lá cây, mỗi một lần sản lá trà cũng có điều một cân khoảng chừng. Trái phải, vì vậy chỉ có thể đem ra chiêu đại quý khách. Nói xong lắc đầu, tự hồ có hơi tiếc nuối, tiếp theo bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Lưu Ngọc thấy Trương Xuân Minh chỉ là nói chuyện phím, vẫn không tiến vào đề tài chính, hơi có chút nếp nhăn, ngắt lời nói. Trương trưởng quỷ, chuyện phím có thể lưu lại lại nói, vẫn là trước tiên xong xuôi chính sự đi nói xong mở ra túi chứa đồ, phất tay 10 cái bình ngọc xuất hiện ở trên bàn, chính là 10 bình thanh linh đan. Tuy rằng trong bao trữ vật còn có 20 bình thanh linh đan, có điều lấy lưu ngọc cẩn thận tính cách, cũng không tính ở đây toàn bộ bán ra, vì lẽ đó chỉ lấy ra 10 bình. Trương Xuân Minh bị cắt đứt lời nói cũng không tức giận, vẫn như cũng mang theo ý cười, hắn hơi thu lại ống tay áo, cầm lấy trên bàn bình ngọc, mỗi bình đều đổ ra hai viên đang dược từng cái kiểm tra lên, Hắn tiếp xúc mấy chục năm đang dược, tự nhiên không cần nhìn nhiều, chỉ chốc lát liền xác nhận đang dược phẩm chất. Cứ dựa theo lần trước giá cả thu mua đi, Thanh Linh đang mỗi bình 27 khối linh thạch, tổng cộng 270 khối linh thạch, Hồng đạo hữu xin chờ một chút, lão hữu vậy thì đi lấy linh thạch. Nói xong Trương Xuân Minh mở cửa phòng, đi ra ngoài nắm lấy linh thạch. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ không tới, Trương Xuân Minh mở cửa phòng, trong tay cầm một cái túi đựng đồ vung tay lên một đống linh thạch xuất hiện ở trên bàn. Lưu Ngọc đem linh thạch thu vào túi chứa đồ, giống như lơ đãng hỏi. Tại hạ đối với này lục hà trà khá cảm thấy hứng thú, không biết trương trưởng quỷ có thể có trà này thụ hạt giống, tại hạ đồng ý lấy linh thạch mua. Trương Xuân Minh không có hoài nghi, từ chính mình túi chứa đồ lấy ra một cái hộp gỗ, giải thích. Này thanh hà trà từ hạt giống trưởng thành đến kết ra lá trà cần một bách khoảng 80 năm, Luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ nhiều nhất 120 năm, hơn nửa 10 năm mới kết một lần một cân lá trà, coi như toàn bộ một người dùng để uống cũng tăng trưởng không được bao nhiêu thần thức, cũng là đối với luyện khí kỳ tu sĩ có chút tác dụng, đúng là khá là vô bổ, nếu như Hồng Đạo hữu cảm thấy hứng thú lời nói, 20 khối linh thạch liền đem đi đi. Lưu Ngọc không có vội vã thu hồi hộp gỗ, tâm niệm cấp chuyển, khăn che mặt dưới không thấy rõ vẻ mặt, lặng lẽ nói: Có điều coi như mình chưa dùng tới cũng có thể truyền cho đời sau đến thời điểm đem ra chiêu đãi khách mời cũng là vô cùng tốt trương xuân minh đối với này đúng là khá là tán đồng không có hỏi nhiều lại bắt đầu thao thao bất tuyệt không biết quý điếm có hay không có luyện khí kỳ đột phá bình cảnh đang dược bán lưu ngọc uống một hớp linh trà không có quên mục đích của chuyến này tuy rằng cảm thấy loại này cửa hàng nhỏ nắm giữ loại này đang dược độ khả thi cực nhỏ có điều vẫn là dò hỏi một hồi nghe vậy Trương Xuân Minh đặt chén trà xuống, khẽ cười khổ, nói. Cửa hàng chúng tôi chủ muốn bán ra luyện khí kỳ tinh tiến pháp lực đang dược, còn đột phá bình cảnh đang dược, cơ bản mỗi 10 năm ông chủ mới sẽ thả đi vào hai viên, thành tựu hấp dẫn khách hàng tác dụng, có điều. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn cửa phòng, này mới nói rằng. Lão Hữu đúng là biết sau ba ngày có một bí mật buổi đấu giá, nghe nói có một viên hoàng long đang dược bán đấu giá, nếu như Hồng Đạo Hữu muốn đi lời nói, có thể đến. Trương Xuân Minh nói cho Lưu Ngọc bí mật buổi đấu giá địa chỉ cùng mật ngữ. Này tham gia bí mật buổi đấu giá cần nhất định dòng giỏi, còn muốn có người dẫn tiếng, sẽ không theo Trương Xuân Minh một vị luyện đan sư dòng giỏi khẳng định là không có vấn đề, thêm vào hắn có ý định lôi kéo, liền đem thanh đan đường đề cử mật ngữ báo cho hắn. Hoàng Long đang chính là một loại luyện khí kỳ đột phá bình cảnh đang dược, dược lực mạnh mẽ, dược tính mãnh liệt, luyện khí kỳ tu sĩ đang đột phá thời điểm dùng một viên hoàng long đan, đủ đủ để tăng cường bốn tầng đột phá khả năng, xem như là luyện khí kỳ đột phá bình cảnh đang dược tốt nhất một trong. Lưu Ngọc trong lòng né qua hoàng long đan tư liệu, có chút kinh hỉ, hắn đã quyết định chủ ý muốn đi tham gia cái kia buổi đấu giá. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Lòng đất buổi đấu giá một Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đa tạ trương trưởng quỷ, phần này ân tình hồng mổ nhớ rồi, nếu là lấy sau bán ra đang dược lời nói, nhất định lựa chọn hàng đầu thanh đan đường. Lưu Ngọc Trịnh Trọng nói đến, hắn cân nhắc sau đó có thể duy trì một hồi loại quan hệ này, như vậy trăm năm quán cũ tin tức vẫn là rất linh thông. Trương Xuân Minh nghe vậy, trên khuôn mặt già nua nụ cười càng ngày càng sáng lạng hắn chờ không phải là câu nói này sao sau đó lưu ngọc lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu liền thu hồi hộp gỗ cáo từ rời đi được muốn tin tức lưu ngọc trong lòng một hơi ở trong phố chợ bắt đầu đi dạo bất tri bất giác đi tới hình chữ quảng trường tuy nhiên đã là chạng vạn thế nhưng trên quảng trường dòng người không gặp giảm bớt chút nào trái lại càng ngày càng náo nhiệt lên phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là bán các loại vật phẩm quầy hàng có chút chủ quán đang cùng người co kè mặt cả có chút chủ quán chính đang lớn tiếng mua đi còn có mấy cái quầy hàng chủ nhân không coi ai ra gì nhắm mắt đã tọa cũng không biết là không phải đối với, với mình bán đồ vật rất tin tưởng xem thường với mua đi liên tiếp âm thanh ngược lại cũng có mấy phần thế tục thị trường mùi vị lưu ngọc ở trên quảng trường chậm rãi đi dạo tình cờ cũng sẽ vào tay bắt đầu một lượng tấm bùa chú phân biệt là hỏa cầu phù, hỏa xà phù cùng kim cương phù. Hỏa cầu thuật là một cấp hạ phẩm phép thuật, quy lực tương đương với luyện khí sơ kỳ tu sĩ triển khai hỏa cầu thuật một đòn toàn lực, hỏa xà thuật là một cấp thượng phẩm phép thuật, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ triển khai hỏa xà thuật một đòn toàn lực, kim cương phù là một cấp trung phẩm phòng ngự phép thuật, tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ triển khai kim cương thuật, có thể ở bên ngoài cơ thể sinh thành một cái màu vàng vòng bảo vệ vòng bảo vệ có thể chống đối không vượt qua luyện khí trung kỳ công kích 2, 3 lần những này vẽ mà thành bùa chú uy năng bình thường cùng đối ứng tu vi tu sĩ phóng thích đối ứng cấp bậc uy lực pháp thuật không kém nhiều thông thường hỏa cầu phù một khối linh thạch một tấm kim cương phụ năm khối linh thạch một tấm hỏa xà phù tám khối linh thạch một tấm lưu ngọc lúc đi đến một hồi mua bùa chú tổng cộng có 20 tấm hỏa cầu phù hai tấm kim cương phù với ba tấm hỏa xà phù Bỏ ra 54 khối linh thạch. Những tấm bùa này đều là phân biệt ở không giống quầy hàng mua, bên trong Hỏa Xà Phù Lưu Ngọc còn muốn nhiều mua vài tờ, chỉ là loại này luyện khí hậu kỳ đại uy lực Bùa chú chủ quán chỉ có 3 tấm đều bán sạch, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Bùa chú sử dụng cực kỳ đơn giản, phóng ra tốc độ xa nhanh với bình thường phóng thích phép thuật, cần thời gian truyền vào một tia pháp lực là có thể kích phát rồi, tiêu hao pháp lực cực nhỏ vì lẽ đó mỗi cái tu sĩ trên căn bản đều sẽ bị trên vài tờ. Lần này Lưu Ngọc không dự định bày sạp bán ra đan dược, mấy chục bình đan dược một hồi lấy ra quá dễ thấy, hơn nữa bán đi tốc độ quá chậm, còn không bằng bán ra cho một ít cửa hàng, tuy rằng Linh Thạch thiếu một điểm, thế nhưng tiết kiệm thời gian. Trong đám người có lúc cũng sẽ có trúc cơ kỳ, cao nhân, bóng người, Lưu Ngọc lại gặp đến đâm đầu đi tới trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm vội vàng vọt đến một bên, đợi được trúc cơ kỳ cao nhân đi xa sau mới tiếp tục tiến lên. Tu chân giới đẳng cấp xâm nghiêm, tu sĩ sức mạnh to lớn quy về tự thân, nếu như tu sĩ cấp thấp mạo phạm đến tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp cao coi như đem tu sĩ cấp thấp đánh chết, cũng sẽ không có người nói cái gì. Lưu Ngọc đi đến, tiên khách lai, khách sạn, dùng một khối linh thạch mở ra một gian thời hạn 10 ngày phòng hảo hạn. Gian phòng có khắc tụ linh trận pháp, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đã phi thường nồng nặc thỏa mãn tu luyện thừa sức. Lưu Ngọc khoanh chân ngồi trên giường gỗ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển một linh quyết, cẩn thận mài pháp lực. Tuy rằng pháp lực bị hạn chế với tu vi, đã không tăng thêm nữa, nhưng tu luyện cũng không thể dừng lại, chỉ ít có thể là pháp lực trở nên càng tinh khiết. Chỉ có như vậy ngày qua ngày tích lũy xuống, mới có có thể có kết ra một viên đại đạo kim đan. Này ba ngày bên trong Lưu Ngọc đã đem 20 bình thanh linh đang phân tán ở phố chợ các nơi bán ra, cộng được 540 khối linh thạch, thêm vào trước linh thạch, tổng cộng 1,400 khối linh thạch, nghĩ đến đập xuống cái viên này Hoàng Long đang nên là điều chắc chắn. Sau ba ngày, ngày hôm nay là lòng đất buổi đấu giá bắt đầu tháng ngày, Lưu Ngọc kết thúc tu luyện, chuẩn bị đi đến. Từ trong bao trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, bên trong là một ít vẫn đục chất lỏng, đây là Lưu Ngọc dựa theo âm ma tu yếu lực điều phối một loại đặc chế dịch dung dịch, có thể giấu giếm được thần thức tra xét, căn cứ yếu lực trên từng nói, Kim đang kỳ trở xuống tu sĩ thần thức đều không thể nhìn thấu. Vì thu thập vật này cần thiết linh thảo, Lưu Ngọc đi khắp nguyên dương trong tông phố chợ mới thu thập đủ. Thiệt thòi Lưu Ngọc có tiên phủ ở tay, bằng không coi như phổ thông trúc cơ tu sĩ, sưu tập lên nói vậy cũng không dễ dàng. Cố nén buồn nôn, Lưu Ngọc quay về tấm gương dựa theo ma tu yếu lực, trên ghi chép phương pháp, đem những này vẫn đục chất lỏng bôi lên ở trên mặt. Bôi lên sau khi hoàn thành, Lưu Ngọc quay về tấm gương soi rọi, chỉ thấy một cái lông mày rậm mắt to, da dẻ vàng như nghệ tu sĩ xuất hiện ở trong gương, hiện tại coi như là người quen thuộc đứng ở trước mặt, phỏng chừng cũng không nhận ra Lưu Ngọc là ai. Mặc dù coi như có chút buồn nôn, thế nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, Lưu Ngọc thỏa mãn gật gật đầu, mang tới vải đen với đấu bồng, hai món đồ này đều là phổ thông vải vóc, không cách nào ngăn cản thần thức tra xét. Trước ở trong cửa hàng, trong cửa hàng người không có thể tùy ý tra xét khách mời, tùy ý dùng thần thức tra xét người khác, sẽ bị coi là vô lễ, vậy còn làm thế nào chuyện làm ăn? Thậm chí sẽ khiến cho một ít tu sĩ địch ý. Thế nhưng lòng đất buổi đấu giá không giống, đến người ngư long hỗn tạp, thậm chí có chuyên môn đến xử lý, tan vật, tu sĩ, không thể không cẩn thận phòng bị một bên suy tư những này lưu ngọc đi ra động phủ hắn dựa theo trương xuân minh nói địa chỉ đi đến gia thái phố chợ phía tây một nhà tiệm tạp hóa nhà này tiệm tạp hóa xem ra không lớn bề ngoài có chút cũ kỹ lui tới người cực nhỏ đại thể là một ít thần thần bí bí người lưu ngọc quan sát một hồi phát hiện rất nhiều người đi vào sau liền cũng không có đi ra suy đoán bên trong nên đừng có huyền cơ không chần chừ nữa hắn nhanh chân đi vào đi vào tiệm tạp hóa sau, Lưu Ngọc đánh giá chung quanh một hồi, nhìn thấy trong quầy ngồi một tên bà lão. Bà lão này tóc hoa râm, thân hình lậm khọm, nhưng trên người sống linh lực xác thực chân thật luyện khí hậu kỳ. Lưu Ngọc trong lòng rùng mình, liền một cái trong cửa đều có luyện khí hậu kỳ tu vi, xem ra tổ chức cái này buổi đấu giá thế lực không đơn giản. Bảo tháp trấn hà yêu. Lưu Ngọc âm thanh bình tĩnh lạnh lùng, không chút nào dây dưa dài dòng, tới liền báo ra thanh đan đường đề cử mật ngữ bà lão nghe vậy vẫn đục con ngươi đánh giá lưu ngọc trong nháy mắt thấy bỏ ra một cái khó coi nụ cười lộ ra mấy viên răng vàng lớn thiên vương cái địa hổ nàng dùng thanh âm khàn khàn đối đầu mật ngữ sau đó đưa tay ở bên dưới quầy hàng diện nhấn một cái không biết xúc động cái nào cơ quan bên cạnh trên mặt đất mở ra nửa trượng rộng cửa động lộ ra một loạt ánh đèn tối tăm cầu thang không biết thông tới đâu khách mời mời đến dọc theo đường nối đi tới phần cuối, liền có thể đến cử hành buổi đấu giá vị trí. Bà lão trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, dùng thanh âm khàn khàn quay về Lưu Ngọc nói rằng. Lưu Ngọc đối với hoàn cảnh xa lạ duy trì cảnh giác, nhưng cũng không có chút nào không lộ khiếp ý, nhàn nhạt nhìn bà lão trong nháy mắt thấy, nên ngang hướng cái kia nơi cầu thang đi đến. Cầu thang là xuống dưới, cách vài chục trượng khoảng cách bày ra một cái cây đèn, ánh đèn có chút tối tăm dọc theo cái lối đi này đi rồi khoảng chừng khoảng chừng một phút, rốt cục đi đến cuối con đường, Lưu Ngọc nhìn thấy một cái cửa phòng, cửa phòng hai bên đứng thẳng hai tên người mặc áo đen canh gác. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Lòng đất buổi đấu giá 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mật ngữ Hai tên người mặc áo đen không nhúc nhích, thủ vệ ở trước cửa, sau lưng gánh vác một cái linh đao pháp khí, mắt nhìn chầm chầm. Chờ Lưu Ngọc đi vào, nhìn quét trong nháy mắt thấy, bên trong một người lên tiếng nói, thái độ có chút lạnh nhạt. Người mặc áo đen trên người có một loại lạnh lẽo khí tức, như là trải qua nhiều chiến đấu có chút tương tự lưu ngọc kiếp trước lính đánh thuê cùng rất nhiều tông môn tu sĩ rất khác nhau phong vân tiếu kháng khinh vinh dự tuế nguyệt đam lai trọng bạch đầu lưu ngọc trong lòng đối với mật ngữ oán thầm không ngớt có điều trả lời đến cũng không chậm âm thanh bình tĩnh không lay động người mặc áo đen xác nhận mật ngữ không có sai sót sau mở ra cái kia phiến cửa phòng sau đó đứng ở một bên không có động tác không chần chừ nữa lưu ngọc nhanh chân đi vào sau cửa là một cái rộng rãi phòng khách hành lang giường trên một tầng màu đỏ thảm trong đại sảnh bày ra một loạt hàng cái ghế cái ghế cũng không phải nối liền cùng nhau mỗi một cái ghế trong lúc đó đều cách khoảng một trường khoảng cách như là dựa theo một loại nào đó trình tự sắp xếp phòng khách tầng thứ hai tầng thứ ba là từng cái từng cái phòng riêng phòng riêng đều mở ra một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy phòng khách tình huống phòng khách tận cùng bên trong có một cái khoảng năm sáu trường đài cao bốn phía trên vách tường mang theo từng cái từng cái đèn lồng, phóng thích hào quang nhàn nhạt, khiến phòng khách tia sáng vô cùng sáng sủa. Lương Ngọc xuyên qua cửa phòng sau khi tiến vào chỗ này phòng khách, hắn phát hiện phòng khách bốn phía còn có mấy phiến phía, phía sau như vậy môn, chính lục tục có tu sĩ từ sau cửa đi ra, xem ra buổi đấu giá này cửa ra vào có mấy cái. Lúc này phòng khách trên ghế lẻ loi tán tán ngồi một ít tu sĩ, rất nhiều đều che lấp mặt mũi chính mình, liền lặng lặng ngồi ở trên ghế hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây có điều lẫn nhau đều không có trò chuyện hiển nhiên không muốn để cho người khác biết thân phận của chính mình nhìn dáng dấp lưu ngọc đến tương đối sớm trong đại sảnh còn có thật nhiều chỗ ngồi lưu ngọc không chút biến sắc đi tới ở phía sau một loạt tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống bên phải hắn là một cái thỏ mặt nạ nữ tử nữ tử trên người mặt thanh lịch phấn quần dài màu đỏ tóc dài đen nhánh buông xuống hai vai hai bên trên trán tóc mái chỉnh tề quần đỏ nữ tử tay nắm góc áo, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với bên cạnh đột nhiên ngồi lại đây người xa lạ, khá là không tự nhiên, thật giống có chút sợ sệt. Lưu Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chú ý tới tình huống của nàng, có điều cũng không có quay đầu trò chuyện, mà là im lặng không lên tiếng đánh giá tình huống của nơi này. Hắn phát hiện ngồi ở trong đại sảnh ngồi đều là luyện khí kỳ tu sĩ, xem hắn như vậy luyện khí trung kỳ tương đối ít, đại đa số đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn lớn mật suy đoán, trúc cơ kỳ tu sĩ nên đều ngồi ở trên lầu trong phòng. Chỉ chốc lát sau, quan sát đến gần đủ rồi, Lưu Ngọc nhắm hai mắt lại, lặng lặng điều tức. Khoảng chừng quá hai khắc chung đến công phu, chỗ ngồi dần dần ngồi đầy, bóng người dần dần bắt đầu tăng lên, qua loa quét qua, khoảng chừng hai, ba trăm tên tu sĩ dáng vẻ, trong đại sảnh vang lên ba tiếng to lớn đến chung vang âm thanh, lòng đất buổi đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Quanh mấy cánh cửa lớn ầm ầm đóng cửa phát sinh to lớn đến tiếng vang lưu ngọc ngưng mắt vừa nhìn thấy chung quanh cửa lớn đều đóng thật chặt nội tâm có chút bất an cửa lớn đóng sau khi một tên béo trắng có chút giống thế tục viên ngoại dáng dấp phúc hậu người trung niên bước nhanh từ đài sau đi ra hắn mặc một bộ ống tay áo chất sợi vàng trường bào đứng ở cái bàn trung ương rất là dễ thấy đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động tại hạ cơ quản lâm là bản cuộc bán đấu giá người chủ trì trắng mập trung niên hai tay hướng bốn phía ông quyền cao giọng nói rằng đầu tiên thanh minh vài điểm bản buổi đấu giá cấm chỉ tất cả chèn ép cùng sâu chuỗi ảnh hưởng bình thường báo giá người vi phạm đem chịu đến chúng ta buổi đấu giá trừng phạt tình tiết nghiêm trọng người thậm chí gặp tại chỗ lùng bắt phế bỏ tu vi báo giá lấy linh thạch hạ phẩm làm tiêu chuẩn nếu là linh thạch không đủ cũng có thể dùng vật phẩm khác thế chấp cơ quản lâm nguyên bản thanh âm ôn hòa nói rằng cuối cùng rồi lại dẫn theo một tia bá đạo dứt lời càng có hai đạo trúc cơ hậu kỳ linh áp từ lầu hai lộ ra bị mọi người cảm ứng được lóe lên một cái rồi biến mất lưu ngọc chăm chú nghe buổi đấu giá quy tắc ngồi ở trên ghế không nói một lời trong đài sảnh tu sĩ nghe nói lời này có người nhíu mày có người mặc lộ vẻ xem thường có điều chung quy không có lên tiếng được rồi ít nói nhảm bản cuộc bán đấu giá chính thức bắt đầu cơ quản lâm nói từ túi chứa đồ lấy ra một cái tiểu búa cùng một cái chung nhỏ dùng tiểu búa nhẹ nhàng ở chung nhỏ trên nhẹ gõ nhẹ một cái vang lên một tiếng sau một tên dáng điệu không tệ ăn mặc diễm lệ hầu gái lắc lắc thân thể từ đài sau đi ra nàng bưng một cái mâm ngọc ngọc bàn bên trên chứa đựng chín cái bình ngọc bổn tràng bán đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá bích linh đan bích linh đan là luyện khí hậu kỳ tinh tiếng pháp lực tăng lên tu vi đang dược tốt nhất một trong, viên thuốc này lực ôn hòa, dễ dàng hấp thu, có thể khiến tu sĩ càng nhanh hơn hoàn thành luyện khí kỳ tu luyện, có càng đầy đủ thời gian trù bị trúc cơ. Bích Linh đang mỗi bình năm hạt, cộng chín bình, chia làm 3 tổ bán đấu giá, mỗi tổ 3 bình, giá khởi đầu 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối linh thạch, cơ quản lâm chỉ vào hầu gái trong tay đến mâm ngọc, lớn tiếng giảng giải. 110 linh thạch, phòng khách hàng trước lập tức có một tên thân xuyên trường bào màu trắng, công tử ca dáng dấp phải tu sĩ lên tiếng báo giá. 115 linh thạch, Bích Linh đang xem như là thích hợp luyện khí hậu kỳ tu luyện sử dụng tốt nhất đến đang dược một trong, trên thị trường bình thường là 8 khối linh thạch một hạt, buổi đấu giá đem giá cả định đến thấp một ít, là muốn cho tu sĩ càng tốt hơn đến tranh giá. Lưu Ngọc nghe giữa trường liên tiếp báo giá thanh, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. 150 linh thạch. Theo giá cả bị nhất đến con số này, giữa trường mọi người yên tĩnh lại, không có ai lên tiếng nữa báo giá. Tuy rằng ba bình bích linh đang bình thường tới nói chỉ cần 120 linh thạch, thế nhưng loại đan dược này dược lực ôn và dễ dàng hấp thu luyện hóa, thường thường có tiền cũng không thể mua được, nếu luyện chế ra đến liền bị người rất sớm dự định, trên thị trường lưu thông cực nhỏ. Cơ quản lâm trắng mập trên mặt một mảnh ôn hòa, Hắn hòa khí địa hướng đập xuống đang dược địa tu sĩ nói, này ba bình Bích Linh đang liền quy đạo hữu đập xuống, đạo hữu có thể bất cứ lúc nào đến thiên điện tiến hành giao hàng. Theo buổi đấu giá địa tiến hành, ba tổ Bích Linh đang phân biệt lấy 150, 155, 160 giá đất cách bị đập xuống. Phía dưới cho mời cái thứ hai vật đấu giá. Cơ quản Lâm vung tay lên, bưng Bích Linh đang hầu gái lui ra, lại một cái khuôn mặt đẹp hầu gái bưng mâm ngọc đi tới. Thường phẩm pháp khí liệt hỏa kích một cái, do trúc cơ tu sĩ sử dụng chân hỏa nung đốt 7 ngày 7 đêm luyện chế mà thành, kinh bản buổi đấu giá xác nhận. Quy năng so với bình thường thượng phẩm pháp khí hơn một chút, ép thẳng tới cực phẩm pháp khí. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đạo hữu có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Giá khởi đầu 400 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 khối linh thạch. Lưu Ngọc lần này đến đây chỉ là vì Hoàng Long Đan, tuân theo tận lực biết điều nguyên tắc, tình cờ coi như nhìn thấy làm hắn động lòng bảo vật cũng không có ra giá. Có điều buổi đấu giá tầng tầng lớp lớp bảo vật cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, theo liên tiếp báo giá thanh, có chút tu sĩ tài lực quả thật làm cho hắn tháng phục không ngớt. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.